Ok, lại là em đây. Thì chào mừng tất cả anh chị nhà đầu tư mình đã đến với kênh YouTube của em, kênh Việt White Stock. Thì hôm nay cũng là một ngày thứ ba đúng không? Thì em xin tiếp tục mình quay trở lại là một cái video ngắn ha, để em và anh chị mình cùng nhau bóc tách về những cái biến động của thị trường trong một cái phiên duyệt ngày hôm nay ấy, và những cái vận động nào trong những phiên ngày mai, trong những phiên còn lại của tuần này. Và cái phần thứ hai á chính là cái phần mà chúng ta sẽ cùng nhau đi bóc tách ở những vận động của cổ phiếu. Hôm nay là nhìn thấy những cái tín hiệu rất tích cực từ những dòng cổ phiếu, dòng ngân hàng, từ những dòng cổ phiếu, dòng chứng khoán. Khi mà nó đã vào cái vùng quá bán thì nó ắt sẽ có những cái nhịp hồi phục trở lại. Chỉ cần anh chị mình chịu khó cầm nắm qua những cái giai đoạn chịu nhiệt trong ngắn hạn trong cái phiên ngày hôm qua, thì hôm nay tài khoản của mình đã trở về lại đâu đó một cái trạng thái nó tích cực hơn, một cái trạng thái nó nhẹ nhàng hơn và nó thoải mái hơn à, thay vì chúng ta bán tháo trong những cái lúc mà tâm lý mình quá lo sợ đúng không? Đấy, và đặc biệt ở một vài cổ phiếu nó đang có những cái tín hiệu tích cung. Khi mà hôm nay dừng chung có một cái phiên đóng cửa rất mãn nhãn, một phiên đóng cửa cao nhất phiên ha. Đấy, thì những anh chị nào mình đang cầm phải những cái lượng tiền và mình đang đặt một câu hỏi là gì? Ngày mai mình sẽ mua những mặt cổ phiếu nào? Mình sẽ tìm cái cơ hội nào để mình tham gia, hoặc là trong những phiên tới đâu là những cái kịch bản ở cổ phiếu mà anh chị mình có thể xuống tiền lấy vị thế và tham gia được. Đấy, thì em cũng sẽ đi phân tích và hướng dẫn với chị mình ở một vài cổ phiếu ha. Đó. Thì đó là những gì mà chúng ta sẽ cùng nhau phân tích và trao đổi với nhau trong một cái video như ngày hôm nay đúng không? Đấy, thì những anh chị nào mình đang xem trên kênh YouTube của em á, thì mình có thể để lại một phần like này, một phần đăng ký kênh, hoặc là mình có những cái thắc mắc mình muốn trao đổi á, thì mình có thể để lại một phần bình luận ha. Đấy, để ủng hộ em làm những video sau nó tốt hơn. Đó. Thì hôm nay chúng ta có thể thấy là gì anh chị? Hôm nay là một cái phiên giao dịch tăng điểm, phải nói là gì? Phải nói là rất tuyệt vời và mãn nhãn của thị trường đúng không? Các dòng cổ phiếu nào là dòng ngân hàng này, ấy, dòng chứng khoán, dòng dầu khí, dòng trụ, dòng bất động sản đều đóng cửa ở một cái trạng thái giao dịch tương đối tốt ha. Đó, có thể gọi hôm nay ấy, là một cái phiên bản lề, một cái phiên chờ đợi một cái sự bùng nổ của thị trường ở trong tuần này đúng không? Một sự bùng nổ mà em và chị mình cũng đã cùng nhau phân tích và chờ đợi trong khoảng 2 đến 3 tuần gần đây ha. Đấy, thì đó là những cái chiến lược mà chúng ta đã cùng nhau nói khá nhiều trong những phiên rồi. Đó. Còn với cái bản chất của những cái phiên mà hôm nay á, thì niềm vui nó chia đều cho tất cả các anh chị nhà đầu tư đúng không? Đó, hôm nay là anh chị nào thấy là ai nắm dòng ngân hàng nè, ai nắm dòng chứng khoán nè, ai nắm dòng bất động sản nè, ai nắm những mặt cổ phiếu dòng trụ nè, dòng dầu khí nè, thì đều có một trạng thái giao dịch tài sản của mình đang tăng tương đối tốt ha. Đấy, cho nên thì mình lưu ý thị trường chứng khoán mỗi người một phần, quan trọng nhất là anh chị mình có đủ một sự kiên nhẫn để mình chờ đợi đến một cái phiên mà cổ phiếu của mình tăng điểm hay không, hay là trong những cái phiên mà chị thấy yếu tố thị trường nó rũ bỏ, nó rung lắc, nó đỏ điểm như dòng chứng khoán và dòng ngân hàng ngày hôm qua, thì mình lại đi lỡ tay, mình lại đi bán cổ phiếu trong lúc mà mình lo sợ để mình FOMO vào, mình mua đuổi à, nhưng mà cổ phiếu dòng thép hoặc là dòng dầu khí, thì đôi khi cái mức sinh lãi trong riêng biệt phiên ngày hôm nay á, nó không tốt bằng cái việc mà chỉ cần anh chị mình cầm nắm cố chấp, mình không mình cầm thêm một phiên nữa thôi thì nó đã ổn hơn khá nhiều ha. Đó, thì đó cũng là những trạng thái về giao dịch của tâm lý chị mình đúng không? Đấy, còn với cái bản chất thị trường hôm nay là gì chị? Thị trường đóng cửa tăng hơn 15 điểm đúng không? Cái bản chất thị trường tăng hơn 15 điểm, nhưng mà trước cái phiên giao dịch ngày hôm nay á, khi mà thị trường mở một cái phiên ATO á, đấy, thì em cũng nhận được rất là nhiều những cái tin nhắn từ những anh chị nhà đầu tư mình đúng không? Tại vì anh chị mình hỏi em là gì? À, liệu tối hôm qua là chỉ số của Dow Jones này nó giảm đâu đấy hơn 300 điểm mở phiên sáng, các thị trường tài chính thế giới, đặc biệt là thị trường của châu Á chị, Nikkei nè, Hang Seng giảm đâu đấy cũng 300-400 điểm, nó phản ánh một cái sự tiêu cực trước một cái giai đoạn mở cửa thị trường ở trong phiên sáng ngày hôm nay ha. Đó, thì nó cũng làm cho tâm lý chị mình lo tương đối là lo sợ đúng không? Đó. Nhưng kết phiên hôm nay thị trường đóng cửa tăng 15 điểm trong những cái sự bất ngờ của rất nhiều nhà đầu tư mình. Đó, cho cái hiện tại cái sức đề kháng, cái sức chịu đựng cũng như là cái yếu tố mà nhà tạo lập họ đỡ giá, họ neo giữ cái vận động thị trường chung là tương đối tốt ha. Đấy, đó là cái yếu tố vận động thị trường nó đi riêng biệt so với cái phần còn lại của thế giới. Tại vì trên thế giới bây giờ, đặc biệt là ở Mỹ, họ đang xoay quanh những cái câu chuyện tương đối là nhạy cảm. Thứ nhất là câu chuyện về tăng lãi suất, thứ hai là câu chuyện về gì, về lạm phát, thứ ba là câu chuyện về nâng mức nợ trần, ấy, nợ công. Đó, thì đó là những câu chuyện mà đang làm cho những cái biến động của Dow Jones khá là nhạy cảm ha. Nhưng mà đối với bản chất của thị trường chứng khoán Việt Nam mình á, anh chị nào đã xem video của em nhiều thì mình cũng biết quan trọng là xu hướng và dòng tiền. Đấy, nếu như mà thị trường chúng ta đang trong một xu hướng tốt, hiện tại trong ngắn hạn anh chị mình kẻ hai đáy ra thì mình đã thấy rất rõ ràng đang trong một xu hướng tăng trong ngắn hạn ấy, và hiện tại trong những vận động về tích lũy đó, thì quan trọng nhất vẫn là xu hướng và dòng tiền. Đó, nếu như mà một xu hướng tăng thì tức có nghĩa gì chị? Tức có nghĩa là những cái yếu tố về dòng tiền lớn nó đang còn nằm bên trong những yếu tố ở cổ phiếu, nó đang đẩy giá cổ phiếu. Thì khi mà có những sự bất ngờ cũng như những sự tác động từ các thị trường tài chính thế giới thì nó chỉ phản ánh đến tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn, chứ nó không ảnh hưởng đến các bản chất hành vi vận động của tổ chức
hay là của đội lái ha. Tại vì họ cũng bất ngờ như mình đó chị. Đó là những thông tin bất ngờ và đó là những thông tin bên ngoài, ngoài cái sự kiểm soát của cái yếu tố về nhà tạo lập hay là đội lái đúng không? Đó cho nên chúng ta phải hiểu được khi mà mình đánh theo dòng tiền mình sẽ rất tự tin và thoải mái. Đó, nếu như mà thị trường nó có chết đi anh chị thì đội lái tạo lập những cái dòng tiền lớn, những dòng tiền của cá mập chính là những người thua lỗ nặng nhất chứ không phải là em và anh chị ở đây. Tại vì thị trường nó có sập, nó có gãy thì mình rất dễ mình đi bán ra những đợt cổ phiếu, có thể là mình cắt lỗ, trường hợp xấu nhất là mình cắt lỗ. Nhưng mà nhà tạo lập hoặc là đội lái họ đã đổ tiền và họ đánh cổ phiếu lên rồi, họ đánh một phiên ví dụ là phải đánh cổ phiếu trước khi đó phải có những hoạt động về gom hàng đúng không, và đẩy giá một cái phiên nó đẩy giá có thể tốn ở đấy khoảng 1.000 tỷ 2.000 tỷ. Nhưng mà 1.000 2.000 tỷ đó để mà bán ra trong lúc hoảng loạn khi mà nó có sự tác động từ những yếu tố bên ngoài á thì họ rất khó để bán được, tại vì cái mức vượt giá là cực kỳ cao anh chị mình lưu ý ha, tại vì nó không có một cái lực cầu và nó ứng. Cho nên tổ chức mà muốn phân phối á nó là cả một cái quá trình, nó là cả một cái gì, cả một cái nền tảng về kiến thức mà nếu như chị nào hiểu được thì mình sẽ biết phân phối nó là những cái giai đoạn như thế nào, chứ không hề đơn giản mà phân phối trong những cái lúc mà tâm lý chìm lại nghi ngờ lo sợ bi quan ảm đạm thì đó là không phải chị ha. Đấy, khi mà chúng ta hiểu được cái bản chất thị trường như thế vừa rồi em nghĩ là anh chị mình đầu tư sẽ cực kỳ tự tin. Đấy, chí ít là chúng ta tự tin trước cái đặt đúng không đó, tại vì đó là những cái quan điểm mà mình đưa ra mình phân tích. Tại vì đầu tư ấy, mỗi anh chị mình cũng như là em mình phải luôn có một cái quan điểm về độc lập. Ví dụ như anh chị mình thường xem video của em đi, em hay phân tích với anh chị mình về những dấu hiệu tích cực của thị trường và những cái xu hướng thị trường tích lũy để bứt phá. Nhưng mà bắt đầu anh chị mình xem những cái video của những cái YouTube khác, những kênh khác thì anh người ta có những góc nhìn khác, những cái hướng khác về thị trường đấy, thì anh chị mình xem mình lại họ lại anh chị mình lại cảm thấy là lo sợ về những yếu tố thị trường, nào là dòng tiền rút ra khỏi thị trường, nào là quá trình như gì, quá trình báo cáo, nào những cái quá trình công bố về GDP quý 3 vừa rồi âm 6.17%, nào là ngân hàng như gì tăng trưởng âm 19% so với cùng kỳ đấy, thì đó là những yếu tố làm cho anh chị mình lo sợ rất nhiều ha. Cho nên chị mình lưu ý bản chất thị trường chứng khoán đúng sai là chuyện bình thường, nhưng mà chúng ta phải có những kịch bản để mặc dù nó đúng hay nó sai thì mình cũng biết cái cách để mà mình xử lý, để mà mình quản trị rủi ro, thì đó mới là cái điều quan trọng ha. Đấy, còn với những cái yếu tố thị trường chung hôm nay thì chúng ta có thể thấy là gì, sức đề kháng là cực kỳ tốt đúng không đó. Thị trường nó có những yếu tố như thế này mà nhà tạo lập nếu như mà họ đạp thì họ đạp dễ lắm chị, nó có lý do, nhưng mà họ vẫn đợi giá mà họ vẫn kéo yếu tố thị trường đóng cửa tăng cao nhất phiên và đóng cửa được 15 điểm như này là tương đối tốt ha. Đấy, và trong những video trước ấy, em cũng đã chia sẻ với chị mình rồi về những gì, về cái sức khỏe này, về cái sức đề kháng của thị trường trong một cái ngày 30 tháng 9 ấy đó, thì đó cũng là một cái ngày tương đối là biến động của những cái diễn biến thị trường trên thế giới ha. Đấy, còn đối với thị trường chung thì mình hãy luôn nhớ quan trọng nhất vẫn là xu hướng và dòng tiền ha. Nếu như mà thị trường hiện tại trong một xu hướng giảm đấy chị, thì những cái tin tức mà chỉ cần Dow Jones hôm qua nó giảm khoảng 50 điểm thôi thì thị trường hôm nay đủ những cái do nó đạp đè giá để giảm để mà nền index mình giảm 10 điểm anh chị. Chị mình lưu ý ha, đó đó là những cái sự khác biệt mà anh chị mình hiểu được về xu hướng thì mình sẽ rất tự tin ha. Đấy, còn cái điểm trừ hôm nay nha, hôm nay thị trường tuy là mọi thứ nó vẫn rất tốt, nó chỉ đối với em là vẫn là rất tốt, nhưng mà nó vẫn có một cái điểm trừ như vậy. Đó là gì, anh chị nào mình học qua những cái yếu tố khoa học của em ấy thì mình sẽ biết nè, sáng nay nó có một cái gáp gì đấy, thì có một cái gáp ha, cho nên chị mình cũng lưu ý đó. Thì gáp úp thì 80% cái gáp sinh ra là sẽ được lắp lại thôi, cho nên chị mình cũng hết sức lưu ý về những cái gáp này ha, thì nó chỉ là một cái điểm trừ nhỏ thôi chị đó. Nếu như mà hôm nay mà không có gáp thì chắc chắn một điều là em cho thị trường 10 điểm rồi đấy. Đấy, nhưng mà nếu mà có gáp thì chúng ta trừ 0.01 thì còn 9.9 ha. Thì mình cũng lưu ý thì xu hướng hiện tại nó cũng đang về là những cái cạnh trên của cái biên sideways nè, thì chúng ta hãy chờ đợi. Đấy, bản thân em mình cũng vô cùng chờ đợi một sự xác nhận bứt phá khỏi mô hình tích lũy, thì tại vì khi mà thị trường nó bước vào cái giai đoạn như vậy, một giai đoạn đẩy giá, một cái quá trình uptrend mạnh mẽ hơn, một tín hiệu xác nhận bùng nổ về dòng tiền của tổ chức, thì mình sẽ rất thoải mái và anh chị mình đầu tư các dự án phía sau đó, nó dễ dàng hơn rất nhiều so với thời điểm hiện tại đúng không đó, nên anh chị mình cũng lưu ý ha. Đấy, cho nên để chúng ta biết được những tín hiệu như thế này á, thì chắc chắn một điều là anh chị mình sẽ có được những sự chuẩn bị. Còn bây giờ để mà thị trường bùng nổ, anh chị mình lao vào mua heo á, thì đôi khi trong một hai phiên mình sẽ tương đối là lo sợ đúng không. Đấy, cho nên là thay vì trong những cái trạng thái gần đây anh chị mình thấy là gì, nhà đầu tư tương đối là lo sợ, phần lớn anh chị mình khá là nghi ngờ về thị trường đúng không đó, thì mình lại đi làm gì, mình đi lại phân tích ở những dòng cổ phiếu, mình đi tìm những cái cơ hội đầu tư cho những nhịp sau. Đó là những sự chuẩn bị. Ấy, anh chị mình lưu ý ha, anh chị là trong đống tiền của em đi, thì giai đoạn vừa rồi đi mình có cầm nắm mình đánh nhưng mà cổ phiếu ấy thì nó vẫn trong những cái sự gì, duy trì một sự ổn định. Những dòng cổ phiếu ví dụ như dòng thép nè, dòng dầu khí nè, thì đó là hai dòng mình focus những cái nguồn vốn của mình vào tương đối nhiều trong khoảng 2 tuần gần đây đúng không, và nó cũng đang mang về một cái mức sinh lãi tương đối tốt, và mình cũng có những sự chuẩn bị cho những cái dòng cổ phiếu để mà khi mà thị trường có những xu hướng bứt phá thì đâu là một cổ phiếu anh chị mình đáng lưu ý ha. Thì trong video ngày hôm nay em cũng sẽ đi chia sẻ với chị nhau tôi luôn đó, thì đó là những kịch bản tốt nhất của thị trường trong những phiên còn lại của tuần này đó, cho nên chị mình cũng lưu ý.
Và khi mà thị trường đóng cửa cao nhất phiên như ngày hôm nay á, thì mình đi phân tích ở một bài cổ phiếu thì nó cũng sẽ có những các hoạt động tương tự. Tại vì bao nhiêu 80% các cổ phiếu nó cũng sẽ hoạt động, nó cũng sẽ vận động tương tự với những cái biến động thị trường chung. Thì mình lưu ý ha, chúng ta phải đi phân tích. Tại sao mà em thường em đi phân tích ở những yếu tố thị trường chung, sau đó mới đi bóc tách ở từng cổ phiếu? Tại vì khi mà mình phân tích ấy, mình phải đi từ những cái tổng quát đến những cái chi tiết. Ấy, đơn cử anh chị nào phân tích theo yếu tố về cơ bản đi, thì mình cũng phải đi phân tích ở vĩ mô, nó đang có những cái dục, nó đang xoay dục như thế nào, nó đang có những vận động như thế nào đó. Thì từ khi mà mình đi phân tích ở yếu tố vĩ mô á, mình mới đi phân tích nhỏ vào những yếu tố chi tiết như là phân tích ngành nghề doanh nghiệp, anh chị mình lưu ý ha. Đấy, cho nên lúc nào cũng vậy, nên chúng ta phải hiểu trước về cái thị trường chung nó có một xu hướng ổn định, thì các cổ phiếu mình sẽ tìm mà mình chọn lọc các cơ hội đầu tư. Anh chị mình lưu ý những vấn đề như thế ha. Và trong cái cơ hội đầu tư ấy, mình sẽ kết hợp thêm với những cách đi vốn nữa. Tại vì yếu tố đi vốn cũng là một yếu tố rất quan trọng trong cái việc mà anh chị mình sẽ làm gì, tối đa hóa một cái lợi nhuận hay là mình hạn chế một cái yếu tố về rủi ro, đúng không? Đó. Còn riêng biệt hiện tại thì em đã chia sẻ với anh chị rất nhiều, thị trường nó đã có một nhịp gì rũ bỏ, đang nhịp rũ bỏ trong phiên hôm nay tuần trước, rũ bỏ trong cái biên độ tích lũy, thì các cái quá trình mình nó hồi phục cân bằng phía sau á. Đấy, thì chúng ta sẽ chờ đợi một tín hiệu xác nhận của thị trường. Đó, thì mình cũng mong là nó sẽ sớm thôi anh chị ha. Đấy, khi mà đã rũ bỏ và nó quay đầu lên được á, thì xác suất mà nó gãy là không cao. Chị mình lưu ý những vấn đề như thế á. Đó cũng gọi là những kỹ thuật gì, những kỹ thuật về test đáy ấy. Đó. Mà anh chị nào hiểu được một kỹ thuật về test đáy thì đôi khi cái tâm lý của mình sẽ tương đối là ổn định trong những cái nhịp mà thị trường nó có biến động hay không, đúng không? Đó, thì em đã đi lấy lại cho anh chị mình những cái dữ liệu trong quá khứ, đúng không? Đấy, trước khi mà cổ phiếu hoặc là thị trường chung ấy nó bước vào một cái pha tăng ấy, thì nó cũng luôn luôn có những hoạt động rũ bỏ cái sự đu bám của chị nhà đầu tư mình ra. Đấy, lúc nào cũng vậy, tổ chức họ luôn tìm cách họ rũ bỏ sự đu bám của chị mình nhiều nhất ha. Đó, đang nhịp rũ bỏ đó, trước quá trình tăng là như thế rất rõ ràng không? Tăng lên gặp kháng cự nó rũ lại nhịp ngắn nè. Đó, hoặc đây cũng là cái nhịp rũ bỏ đó, trước khi mà nó chuẩn bị cho một pha tăng. Đây, thì nó thường xuyên xuất hiện trên cái bản chất thị động vận động của thị trường ha. Đấy, tiếp theo thì em và anh chị mình sẽ cùng nhau đi phân tích về các dòng cổ phiếu hôm nay nó hoạt động như thế nào ha. Đó, thì đầu tiên vẫn cứ là gì anh chị? Vẫn cứ là cái dòng cổ phiếu của dòng ngân hàng, đúng không? Đó, hôm nay thì anh chị thấy là dòng ngân hàng nó vẫn đóng cửa một cái vùng giá đánh giá rất tích cực, một cái trạng thái tương đối tốt, một cái vùng giá như vậy, một vùng giá mà hầu hết các cổ phiếu đều giữ được một cái sắc xanh ha. Đâu đó chỉ có VB Bank là nó đóng cửa chưa gọi là tốt lắm ha. Đó, nhưng mà anh chị thấy là gì, một cái vận động ấy, nếu như mà trong một hai phiên gần đây, đặc biệt là phiên ngày hôm qua, mà anh chị mình không bán tháo, không FOMO, đó là những gì mà chúng ta đã cùng nhau chia sẻ. Em đã lên những cái chiến lược cho anh chị mình rất kỹ trong một cái vùng thị trường tích lũy. Đấy, trong một vùng tích lũy, những sai lầm của chị mình là thường bán tháo khi mình lúc mình hoảng loạn, hoặc là anh chị mình FOMO mua đuổi trong lúc mình hưng phấn. Thì anh chị mình nhìn lại tài khoản của mình xem có phải là trong các phiên gần đây nó không mang sinh ra được cái biên độ lợi nhuận, thậm chí có những trường hợp anh chị còn thua lỗ tương đối nặng. Đấy, chị mình lưu ý ha, chỉ cần anh chị mình thông dính vào những trạng thái này thôi thì mình sẽ đầu tư cực kỳ tốt đó. Và bản chất dòng ngân hàng, dòng chứng khoán thì hôm qua ở room khách hàng đi, em cũng đã chia sẻ với nhà đầu tư rất kỹ nè, em đã thấy được một cái động thái anh chị mình đó. Tại vì khi mà mình hiểu được bản chất về cung cầu á, mình sẽ rất dễ mình đi phân tích về cái tâm lý giao dịch của nhà đầu tư. Vào lúc khoảng bao nhiêu anh chị, khoảng 9:53 thôi thì em đã quan sát anh chị đó, quan sát nè, em thấy là gì, cái động thái trong sáng nay á, thị trường em đánh giá gì, có một cái lượng nhà đầu tư còn sót lại ở dòng ngân hàng và dòng chứng khoán đang chịu áp lực cắt lỗ. Anh lưu ý đó, để mình làm gì, để mình FOMO mình mua đuổi vào các cổ phiếu này là dòng thép, hoặc là mình FOMO mình mua đuổi vào các cổ phiếu này là dòng dầu khí ha. Đó, thì chỉ cần anh chị mình không dính vào những trạng thái mà mình bán tháo ấy, mà mình không cắt nhưng mà cổ phiếu khác đó, thì bắt đầu hôm nay dòng ngân hàng nó cũng có những trạng thái nó hồi phục trở lại. Thì cổ phiếu dòng ngân hàng và dòng chứng khoán nó có một vài cổ phiếu nó rơi vào những trường hợp mà quá bán. Khi mà nó về trường hợp quá bán thì chí ít nó sẽ có những cái pha mà gọi là gì, những pha hồi phục kỹ thuật trở lại. Thì những pha hồi phục kỹ thuật trở lại, ai muốn bán gì thì bán, vì khi đó cái mức giá nó cũng sẽ tốt hơn khá là nhiều ha, so với lúc mà mình hoảng loạn mình bán ra. Đấy, thì trong những quá trình mà mình đầu tư ấy, thì mỗi ngày mình luôn bồi đắp, mình luôn tích lũy những cái kiến thức cho mình, để dần dần sau những giai đoạn đó mình sẽ đầu tư nó tốt hơn, đúng không? Tại vì đầu tư trên thị trường chứng khoán á, nó là cả một cái quá trình gì, chứ không phải là chỉ mình đầu tư một ngày hay là chỉ mình đầu tư hai ngày rồi mình đi nghỉ, anh chị mình lưu ý ha. Đó, cho nên sai thì mình phải biết lý do vì sao mình sai, hoặc là khi mình mua cổ phiếu, hoặc là khi mà mình bán cổ phiếu, mình phải biết lý do vì sao mình bán. Chứ mình cứ làm gì mình cứ thấy lên các cái trang báo nè, mình thấy những thông tin tốt về doanh nghiệp, những thông tin tốt về cổ phiếu, thì cứ lật đật ngày mai mình vào mình sách lệnh, mình enter vào mình mua ấy, thì đôi khi sẽ tương đối là rủi ro ha. Đấy, nên anh chị phải chủ động được, và mình phải làm chủ được cái việc mà mình đầu tư trên thị trường chứng khoán đó, hoặc là chí ít anh chị sẽ có được cái hệ thống hỗ trợ cho anh chị mình đủ tốt ha. Đấy đó, và bản chất của thị trường trong vài phiên gần đây chúng ta cũng đã trao đổi nhiều, đúng không, là thị trường anh chị, thị trường
lưng phiên các cái dòng liên tục đúng không, nó làm cho trạng thái tâm lý giao dịch của chị mình á, hôm qua vừa lo sợ ấy, hôm nay lại thấy cổ phiếu mình vừa bán ra đó là một sai lầm đó. Cho nên ấy, bây giờ ai có gì cầm đó đó, đó ai có nhiệt, ai có cổ phiếu ngân hàng chịu khó cầm một vài phiên ha, thì hôm nay một vài cổ phiếu em đánh giá là ACB đúng không đó, thì hình như ACB nhìn thấy là một cái phiên mà nó cũng hồi phục lại một cái nền giá trước anh chị đó, thì nó hồi phục lại những cái nền giá trước nè, thì đây là một yếu tố mà em đánh giá khá là tốt ha. Cho nên là anh chị nào có hàng thì mình cũng chịu khó mình cầm thêm một vài phiên nữa, có thể gì nó hồi phục lên nó tích lũy cân bằng lại một vài phiên nữa thì sẽ có một cái nhịp đánh đấy, thì mình sẽ chờ. Nếu như mà anh chị nào muốn mua mới á thì em nghĩ nên chờ, còn ai có hàng thì nên cầm đấy. Muốn mua mới thì mình phải chờ một cái xu thế, anh chị quan trọng nhất là cái xu thế mà đúng không, thì mình chờ sau một cái quá trình mà nó rung rũ test đáy lũy đáy thành công á, thì nó có một yếu tố xuyên xét nhận về dòng tiền thì mình sẽ canh sau phiên dòng tiền đó mình sẽ đánh được, anh chị lưu ý ha. Đó tại đây anh chị nhìn thấy đây là một cái phiên xác nhận về dòng tiền hồi xưa của ACB này, anh chị thấy không, phiên nhận dòng tiền nè, thì sau đó cái biên độ mà nó tích lũy lại á, thì mình sẽ canh những cái điểm mình đánh để mình ăn một cái gì chị, pha sóng chính. Đây là một cái pha sóng chính nè, anh chị đánh trong vòng 1-2 tháng á, mình sẽ rất dễ mình sinh 30-40% về lợi nhuận ha. Đấy, cho nên thì mình lưu ý thường là mình sẽ đánh như thế, thì cái chiến lược đầu tư bên trên bánh đèn bên em thì cũng vậy anh chị đó. Nhìn thấy đây cũng những cái pha gì tích lũy đáy nè, đây những vùng tích lũy đáy của cổ phiếu nè, thì mình sẽ đánh sau một cái phiên xác nhận về dòng tiền thì có thể sẽ tạo cái biên độ tích lũy nền là mình canh được nè đó, hoặc là những cái nền tích lũy phía trên là mình canh được, lưu ý ha. Đấy thì vừa rồi những kiến thức đó em cũng áp dụng cho một vài dòng cổ phiếu, dòng cổ phiếu là gì, dòng cổ phiếu dầu khí ấy, khi nó có một vài cái cổ phiếu gì nó có những phiên xác nhận dòng tiền nè, thì những cơ hội phía sau là cơ hội cho chị mình tìm những điểm cân bằng, những điểm tích lũy để mình tham gia. Thì khi đó thứ nhất ấy, là xét về góc độ về rủi ro ấy, và nó không nhiều, nhưng mà khi cổ phiếu bứt phá bùng nổ thì cái biên độ lợi nhuận anh chị mình là cực kỳ tốt ha. Đấy tiếp theo là BID đúng không, thì BID ấy, nhìn ở một góc độ nào đó thì nó vẫn đang trong một cái gì chị, những cái giai đoạn mà tích lũy anh chị, tức là những cái giai đoạn mà tổ chức họ thu mua, họ gom những cái lượng hàng, và đây là cái phiên gì chị, phiên dòng tiền lớn của tổ chức tham gia này. Đấy anh chị là mình chưa nghe mà em phân tích nó gọi là chuyên sâu một chút về dòng tiền của BID ấy, thì mình khởi mình về mình xem lại cái video mà ngày bao nhiêu ta để em xem ha. Em nhớ không nhầm là hôm thứ hai cách đây 3 tuần ấy, thì nó rơi vào khoảng đâu đấy khoảng ngày 14 ấy, đấy ngày 14 tháng 9 anh chị, thì mình khởi mình về mình xem lại cái video này nè. Đó đây anh chị, đây là một cái video này chung với cái video mà điểm sáng dòng dầu khí ấy, thì chị mình về mình xem lại, em có phân tích rất là chuyên sâu về cổ phiếu BID, mà nếu như anh chị nào cảm thấy mình phù hợp á thì mình cũng có thể xem xét những cái chiến lược đó được ha. Tại vì em đánh giá BID đang trong một cái giai đoạn, một cái chu kỳ tích lũy cổ phiếu, thì chị mình đã biết rồi đúng không, một cổ phiếu trước khi mà muốn bứt phá ấy, thì tổ chức họ phải thu mua, họ gom những cái lượng hàng, thì bây giờ đang trong giai đoạn thu mua và gom hàng. Giờ thấy sau phiên bùng nổ nè, đây là dòng tiền của tổ chức rất rõ ràng ha. Tại vì tổ chức ấy họ có thể là cầm nắm, họ chịu nắm giữ, họ kiên nhẫn được trong một mặt cổ phiếu được, họ có thể cầm nắm 2-3 tháng mới đánh lên gì đó. Nhưng mà nhà đầu tư mình ví dụ mà cầm nắm bây giờ rất là chán nản đúng không, nhưng mà chị mình lưu ý những yếu tố về khối lượng nè, lúc nào cũng vậy, trong những cái biên độ mà tích lũy ấy, lúc nào cũng là biên độ về tích lũy khối lượng cạn kiệt nè, nhìn thấy không, khối lượng cạn kiệt nè đó. Thì đây không phải là phân phối anh chị ha, chị mình lưu ý em chắc chắn với chị mà xác định luôn, đây không phải là phân phối. Tại vì khi mà phân phối ấy, là những biên độ dao động lớn, khối lượng lớn, còn khối lượng thấp như thế này ai mà bán nó mà phân phối anh chị đó, mà đó là những cái vùng tích lũy, mà để tích lũy đến bao giờ nó mới đánh ấy, thì mình phải chờ lưu ý ha. Đấy cho nên chị mình yêu thích thì mình phải mình xem lại cái video ngày 14 tháng 9 ấy. Đấy thì mình sẽ có những cái góc đầu tư nó gọi là gì, nó dài hơn một chút đúng không. Còn bây giờ chị mình để mua mà kỳ vọng T3 T5 mà ăn 70-15-20% ấy, thì là chưa có chị ha. Đấy cho nên BID nó vẫn là như thế đó, tích lũy cũng tương đối là rất gì mà này nọ gì. Đấy tiếp theo là cổ phiếu như BVB nè, thì đối với cái bản chất của dòng ngân hàng á, hiện tại một vài cổ phiếu như là BVB á thì em lại đánh giá là tương đối cao. Tại vì sao chị? Thứ nhất, trong ngắn hạn nó vẫn giữ được cái xu thế gì, xu thế đi lên nè, cứ đáy sau mà cao hơn đáy trước thì nó là một xu thế tăng đúng không. Còn trong khi đó thì mình nhìn lại một vài cổ phiếu như là ví dụ như ACB đấy đó, thì nó vẫn trong một cái kênh gì chị, kênh đi ngang, kênh tích lũy đáy ấy. Thì xu thế của BVB thì nếu mà mình so sánh đặt hai cổ phiếu là một cái bàn cân á để mà chọn lọc á, thì mình lại chọn BVB. Tại vì mình có lý do mà anh chị, khi mà trong một cổ phiếu á mà mình so sánh á, thì mình phải biết lý do đâu là cổ phiếu nó tốt hơn, đâu là cổ phiếu nó có những cái điểm mà nó chưa đạt và nó chưa bằng cái cổ phiếu còn lại, anh chị mình lưu ý ha. Đấy cho nên ấy, em đánh giá ví dụ như dòng ngân hàng đi, mà anh chị nào mình muốn mua một vài cổ phiếu nào đó để mình quan sát ấy, mình quan sát cái tổng thể dòng ấy, thì chị mình chú ý con BVB được. Tại vì sao, xu hướng là xu hướng có đúng không, đó đã phát triển xu hướng rồi nè. Thứ hai là gì, dòng tiền anh chị, quan trọng nhất vẫn là yếu tố về dòng tiền. Dòng tiền nó vẫn còn nằm bên trong nè, đó nó mới vừa đổ vào cái phiên ngày nhiêu, ngày 23 tháng 9 anh chị thấy không, đổ vào đánh nè anh chị, là FOMO mua phiên bùng nổ nè, nó về nó rủ lại sao, cắt cơ anh chị, cắt hết chưa không, đó rất rõ ràng ha. Anh chị nó mua đuổi về lỗ 70% ấy là tương đối rác ha. Ấy mà kết hợp với một vài yếu tố về vĩ mô, một vài yếu tố về gì, về biến động của Dow Jones, thì rất dễ cho nhà đầu tư cắt lỗ, em chắc chắn một vấn đề như thế luôn đó. Còn trong hiện tại tạo đáy một nè, đây phiên gì, stopping volume 3 hồi phục nè,
test lại nè, chị thấy không? Đây là phiên test đáy nè, đó, phiên retest thành công đúng không? Rất rõ ràng ha. Hôm nay là một biên độ gì? Một biên độ test cung đó. Phía dưới nó có những cái nhịp gì hỗ trợ đáy nè, như thấy không? Những nền hỗ trợ em đánh giá tương đối chắc chắn đó, là những cái điều kiện mà em đánh giá đã đủ cho anh chị mình có thể mình canh, mình lấy vị thế và quan sát được đối với cổ phiếu như BVB ha. Đấy, dùm lưu ý những gì phân tích thì nó cũng đã đạt những cái điều kiện cho anh chị tham gia đúng không? Đó, cho nên khi mà mình phân tích để mua cổ phiếu ấy, mình phải hiểu được lý do vì sao mình mua. Thì sau này cứ cổ phiếu đi vào đúng những cái form như thế là mình cứ tự tin mình tham gia. Nhưng mà ở những góc độ nào đó, khi mà cổ phiếu nó không đạt kỳ vọng đi, à mặc dù những cái biến động thị trường chung có xấu đi, thì cổ phiếu đôi khi nó vẫn có những trường hợp nó gãy. Thì mình lưu ý là gì? Sai thì cứ tuân thủ những điểm bị cắt lỗ, 4% bị cắt một nửa, 8% bị cắt hết. Tại vì mình áp dụng những cái thuật về đi vốn, mình tham gia thì cắt lỗ nó cũng trong những cái phạm vi thôi anh chị ha. Đấy, và nó có một câu nói như thế này: khi mà chúng ta đi vốn lớn ấy, tại một cái vùng giá tích lũy ấy, mà cổ phiếu nó có giảm nhẹ đi, thì mình cũng sẽ lỗ rất nặng. Anh chị lưu ý ha, nếu như chúng ta đi vốn nhỏ, đi vốn phù hợp mà cổ phiếu nó có giảm nặng, nó giảm nhiều đi, thì chúng ta vẫn lỗ ít. Đấy, đó là cách đi vốn như thế chị ha. Đó, cho nên chị lưu ý có test đấy, có hỗ trợ, có xu hướng. Đấy, nó khác hoàn toàn với một vài cổ phiếu như là CTG, chị thấy không? Cứ mình nói là CTG là kênh gì chị, kênh đi xuống rõ ràng rồi này. Đó, hay chị cứ nói là như thế là rất rõ ràng. Nhưng mà trong cái xu hướng về dài hạn và trung hạn, thì chị nhìn là gì? Nó đào về đâu chị? Nó đào về những vùng hỗ trợ trước rồi này, đỉnh này, hỗ trợ của đỉnh mà năm bao nhiêu? Năm đầu năm 2021 á chị. Đó, đây là những cái giai đoạn mà gì? Tổ chức họ chuẩn bị trong cái pha đánh lên nè. Chị thấy rất rác không? Một cổ phiếu khi mà chị mua sai thôi, chỉ là gì mua bên sườn dốc bên phải thôi, là mình lỗ cực nặng anh chị thấy không? Nhà người người họ đánh trong những cái chu kỳ này, rất mất hàng anh em cũng vậy anh chị. Đấy, mình đánh cho một cái chu kỳ trước cổ phiếu, mình ăn từ những cái giai đoạn mà 29-30, mình đánh lên những vùng 30, ba mấy 40 á, đó, mình cũng ăn một cái giai đoạn nè. Đấy, nhưng mà bây giờ anh chị thấy mình cầm nắm những điểm phía sau á, cái sườn bên phải thôi, thì nó cũng đã về luôn rồi anh chị, nó về luôn những cái vùng mà giai đoạn nó đánh lên ha. Đấy, đây là những phiên dòng tiền tổ chức đánh anh chị ha, rất rõ ràng á, đó. Cho nên chị mình lưu ý về đây nó cũng gặp hỗ trợ gì qua những vùng 28 đó, thì em nghĩ cái biên độ mà nó rơi, à đặc biệt là trong phiên này ngày hôm qua đúng không, em nói với chị là gì, có phải đây là phiên stopping volume 3 không? Đó, vì sao mình biết đây là cái tín hiệu tạo đáy anh chị? À, chị hiểu rất rõ là một phiên là trước đó là một cái biên độ rơi, nhưng mà chị thấy trong một cái biên độ giảm á, bất ngờ xuất hiện một cái phiên mà mở biên giảm điểm, khối lượng lớn, biên độ lớn, thì đây là cái biên tạo đáy, nó khác hoàn toàn một cái giai đoạn uptrend nha. À, và chúng ta phải áp dụng kỹ thuật và chúng ta phải hiểu được cái bản chất vận động của dòng tiền. Đấy, tại vì đây là những cái phiên gì tổ chức họ hấp thụ những cái dòng tiền anh chị. Đấy, còn chị biết ấy, nếu như mình đã tổ chức nó phân phối ấy, nó phải bán vùng trên cao nên gì, làm gì có tổ chức nào mà đi bán tháo trong những vùng đáy. Chị mình lưu ý ấy, bán ở những vùng này có lượng lớn ấy, là ai là người bán ra? Nhà đầu tư. Những chị mình tham gia là những vùng này bắt đáy vào nên gì, là những chị mình thấy nè, một phiên nó rủ về lại nè, hôm qua giảm là áp lực tương đối lớn nha anh chị mình lưu ý ha. Đấy, mà nó giảm như thế thì chị mình thấy gì, tổ chức họ đè, họ ép cho chị bán ra, họ sẽ mua lại. Đây là một cái phiên đầu tiên, một phiên gì tín hiệu về gì, về dòng tiền tổ chức họ sẵn sàng, họ hấp thụ liền lượng cung đó, thì nó tạo nên một cái phiên tạo đáy đúng không? Đấy, nhưng mà sau những phiên tạo đáy này á, cổ phiếu có đánh lên chưa thì em giá vẫn là chưa, anh chị mình lưu ý ha. Đó, cho nên chỉ là gì, chỉ là cho ai mà đang cầm cổ phiếu mà sau ngày quá mình đừng có bán kháo, thì một cái phiên mà tổ chức họ hấp thụ á, nó về những vùng gì, vùng quá bán á, thì nó sẽ có hồi phục lên ai muốn bán gì bán gì đó, cho nên chị mình đừng có bán kháo là như thế ha. Tiếp theo là với cổ phiếu nhé, Vietbank nè, thì hôm qua là cái phiên gì, nếu như mà trong cái về phía tây á, thì đây là một cái nhịp gì, điểm spring đó, một điểm rũ bỏ khủng những vùng hỗ trợ. Tại vì ví dụ anh chị mình đánh theo những phương pháp về kỹ thuật đi, thì anh chị thấy cái gì, à thường cổ phiếu về hỗ trợ là anh chị sẽ chờ đợi đấy, nhưng mà chỉ cần một cái nhịp mà đánh khủng hỗ trợ thôi là bắt đầu những anh chị nào mình nắm vùng phía trước nè, chờ đợi chưa cắt nè, mình sẽ rất dễ cắt lỗ trong phiên ngày qua đúng không? Đó, cho nên nó sẽ cái gọi là gì, những điểm spring, những điểm rũ bỏ trong một cái vùng hỗ trợ. Thì sau những điểm rũ bỏ này mà anh chị thấy có lượng khắp không, thì cổ phiếu rất dễ quay đầu ha. Đấy, có thể nó quay lên nó test lại những cái vùng hỗ trợ trước, thì khi nó khủng những vùng hỗ trợ test lại thì đây chính là những vùng kháng cự, thì khi những nhịp mà nó hồi phục lên lại, ai muốn bán gì thì bán ha. Đấy, LBB cũng tương tự anh chị đó, hôm qua là cái ngày mà chị cổ tức hàng về nè, thì mấy hầu như anh chị mình cũng cắt sạch đó, tại vì cổ tức về đâu đấy lỗ khoảng 12% đúng không. Đấy, thì những cổ phiếu này em nghĩ chị phải chờ đợi thôi đó, hạn chế mà bắt đáy quá sớm nha anh chị. Lưu ý với cổ phiếu, một vài cổ phiếu như LBB nè, hoặc một vài cổ phiếu như CTG nè, hoặc là HDBank, tại vì nó về những vùng quá bán thì nó sẽ có hồi, nó những nhịp hồi phục kỹ thuật của cổ phiếu là hết sức bình thường đúng không? Đấy, hồi phục như thế không phải để mua đâu anh chị, mà ai kẹp thì nên cơ cấu. Còn một vài cổ phiếu như MB ấy, thì nó lại ổn hơn, tại vì nó vẫn là gì, nó vẫn là những cái vùng tích lũy đáy anh chị, nó vẫn dựa cái nền đáy phía trước thôi đó, thì nó vận động như này cũng hết sức bình thường ha. Đó, lưu ý MSB nè, trong một dòng cổ phiếu ngân hàng thì một vài cổ phiếu ví dụ như MSB hoặc là BVB ấy, thì xu hướng nó gọi là nó ổn định hơn so với mặt bằng chung phần còn lại ha. Đó, hôm nay nó cũng có những điều mà đóng góp chân lên lại thôi đó, nhìn chung cũng tốt anh chị, và vô hình chung mình nhìn thấy cũng quay về nó test vùng đáy trước nè, một cái kỹ thuật về test đáy nè anh chị,
test đáy cho một cái biên độ ấy. Đấy, nó sẽ test về lại như thế, đây test về lại vùng đáy trước này. Đó, thì nó chờ nó cân bằng lại phía sau, nếu mà cân bằng lại ổn, xích nền cản cung ấy, thì đôi khi có những điểm tham gia em hướng dẫn nhìn vào. Đấy, nhìn chung đây là cái phiên dòng tiền cũng có chị ha, dòng tiền tuy là nó chưa đánh quyết liệt lắm nhưng mà nó vẫn có, đây là những cái tín hiệu và yếu tố về dòng tiền đó, dòng tiền có đổi lái, cho nên những cái nhịp nó rủ lại cho anh chị nào mua đuổi về cắt thôi. OCB này, những con mà anh chị thấy là gì, những con cổ phiếu mà nó thuộc cái dạng dòng ngân hàng mà tầm trung ấy, thì trong các cái vận động gần đây xu hướng nó lại ổn hơn khá nhiều ha. Đấy, OCB cũng tương tự như là MSB này hoặc là BBB. SHB thì thôi, xin chúc mừng tất cả các cổ đông của SHB. Đấy, thì cũng rất là tuyệt vời đúng không? Trong hai phiên mà cái biên độ giá đánh bao nhiêu chị? Đánh hơn 10%. Thì nó là một thành quả rất tuyệt vời ha. Đấy, thì những chị nào mình kiên nhẫn nắm hàng thì bây giờ thành quả là xứng đáng ha. Đó, còn đối với điểm mua ấy, thì nhìn lưu ý nó gặp kháng cự rồi nè. Thì hôm nay là cái ngày giao dịch cuối cùng của SHB trên sàn Hà Nội đúng không? Trước khi mình gặp lại SHB ở trong đâu đấy khoảng tuần sau. Đó. STB. Đấy, đây là một pha rũ hàng kinh điển trong quá trình đầu tư chứng khoán đúng không? Em đánh giá là sẽ có rất nhiều chị mình lo sợ trong phiên ngày hôm qua đối với cổ phiếu STB. Đấy, anh chị thấy không? Có những lúc chúng ta quá lo sợ, chúng ta bán ra một cổ phiếu ở vùng 2 quá chấp ít. Thì hôm nay nhìn lại, chắc chắn là chị mình sẽ không tin là mình vừa bán hôm qua cổ phiếu này là kéo gần trần. Đấy, anh đánh giá như này cũng gọi là kéo gần trần anh chị. Đó, cho nên chị mình lưu ý ha, mình hãy hạn chế bán tháo. Tại vì em đã nói rồi, những cổ phiếu STB ấy, nó đã rơi vào những trường hợp về vùng quá bán. Một cái nhịp mạch rũ bỏ mang yếu tố chủ động của tổ chức, họ đè giá, họ ép cho nhà đầu tư cắt lỗ. Thì sau khi mà ép cho nhìn bán xong á, tổ chức họ thu mua lại nè, thì nó sẽ có những farm nó rút chân lại. Đây là những nhịp cũng gọi là những điểm spring luôn, dùm nuôi ha. Thì để mà chị muốn mua ấy, chị nuôi hạn chế bắt đáy quá sớm nha. Đây không phải những cái điểm mà chị bắt đâu, mà thường ấy đôi khi sẽ có những nhịp gì test lại nè. Đó, test lại hồi phục phía sau á, ai mà mất bắt đáy sớm á thì thường phải bắt đáy số 2. Còn để một điểm mua gọi là an toàn nhất ấy, thì sau quá trình test hai đáy thành công nè, hướng lên nè, tích lũy lại ở điểm phía sau mình sẽ canh được. Cho nên chị lưu ý ha, đó là những kịch bản mà em vẽ ra sẵn dành cho chị mình. Tùy mỗi anh chị mình ở đây sẽ có những cái khẩu vị khác nhau. Có những người họ lại ưa thích bắt đáy, mà nếu mà ưa thích bắt đáy thì phải biết cái cách mà bắt cho nó tốt, chứ đừng có bắt đáy số 1 nó rủ về lại là chìm hòa vốn ngay. Đó, chìm lưu ý ha. Thì nó có rất nhiều những cái kỹ thuật về bắt đáy gì. Đấy, những điểm bắt đáy như này là bình thường ha. Như thấy này nè, mình hạn chế bắt sớm đáy số 1 nè chị. Đó, nó rủ nên rủ về lại là chị bắt đáy số 1 nè, ăn đường phiên đúng không? Phiên sau từ 3 về nó rủ lại hòa vốn ngay. Anh chìm lưu ý ha. Cho nên bắt phải bắt đáy số 2. Tại vì sau khi mà test thành công á thì sẽ có những quá trình nó hồi phục nó mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Đấy, cho nên đối với cổ phiếu STB ha, thì phân tích như thế ở những góc độ cho chị mình hiểu hơn cổ phiếu thôi, còn để mua thì vẫn chưa mua chị. Techcombank nè, Techcombank vẫn là những mà cổ phiếu mà nó thuộc diện gì, thuộc những cái cổ phiếu mà nó có những cái yếu tố mà nó cơ bản nó cực kỳ tốt. Mình lưu ý ha, đó, thứ nhất là về gì, về cái tiền gửi không kỳ hạn của Techcombank á. Thì chị biết cái sân sâu của Techcombank á chính là ai gì, Masan nè, Vinhome nè, là những doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam mà bây giờ đúng không? Đó, thì cái tiền gửi không kỳ hạn như thế á, thì nó cũng sẽ rất là phù hợp cho một cái biên độ lợi nhuận của cổ phiếu. Đấy, cũng như là biên độ lợi nhuận của doanh nghiệp ha. Đó, và cái hệ thống quản trị nó cũng tốt, nó chỉ nợ xấu của nó thì nó cũng đã xử lý rất là gọn gàng. Đó, cho nên với một vài yếu tố cơ bản như thế á, thì nhìn thấy là gì? Một vài cổ phiếu như Techcombank như đứng phía sau á, mà dòng ngân hàng nó vào cái giai đoạn mà 96 á, thì mình cực kỳ lưu ý với một vài cổ phiếu như Techcombank ha. Tại vì bây giờ yếu tố cạn cung là cực cao rồi. Đấy, yếu tố cạn cung là cực cao anh chị. Đó. Và những cổ phiếu như Techcombank thì nó đánh những cái mô hình tích lũy nè. Anh chị mình đo xem có phải là hiện tại Techcombank là mô hình tích lũy cực kỳ lớn. Đấy, từ bao nhiêu? Điểm từ những cái vùng tích lũy giai đoạn đỉnh cao nè, từ tháng 6 anh chị. Đấy, mình tính cái giá cao nhất đi, từ tháng 6 nè đến hiện tại là bao nhiêu? Là tháng 10. Thì nó rơi khoảng đâu đấy 4 tháng. Đó, đối với cái bản chất của dòng ngân hàng, và em đánh giá nhịp sóng sâu nha. Nhịp sóng sâu mà trường cấp trên trở lại á. Đấy, thì chị mình cực kỳ lưu ý về dòng cổ phiếu dòng ngân hàng. Nó sẽ là cái dòng cổ phiếu dẫn sóng. Anh chị lưu ý từ nó đã đạt về những cái biên độ tích lũy. Anh chị thấy nó giống với ai không? Giống với ai mà cách đây khoảng 1 2 tháng mà mình hay đánh không? Đó. Giờ nhìn lại nè. Với một vài cổ phiếu như là dòng bất động sản, nhìn thấy ví dụ như là Khang Điền đi đó, thì nó có một cái biên độ tích lũy lại anh chị, một pha tích lũy lại trước khi đánh một nhịp sóng sâu nè. Hoặc là một vài cổ phiếu nhìn thấy như Hà Đô đúng không đó, một cái pha tích lũy nền cực kỳ lâu đấy, trước khi nó có một cái dạng mà dẫn sóng đó. Rất đơn giản, hiện tại đó chính là gì, đó chính là dòng cổ phiếu bất động sản ha. Đấy, thì dòng ngân hàng nó đang trong cái pha này anh chị, đang trong pha tích lũy nè đó, thì mình chờ đợi thôi, cứ chờ đợi nó sẽ có một nhịp vào sóng. Mà dòng ngân hàng anh chị biết khi mà nó đánh lên đó, thì cái điểm số thị trường và index sẽ chạy rất nóng ha. Tại vì đây cũng chính là những dòng mà cổ phiếu mà nó chiếm cái vốn hóa lớn trên thị trường, nó chiếm cái điểm số lớn, cái tỷ trọng lớn. Đấy, thì nhìn thấy hôm nay dòng ngân hàng chỉ tăng nhẹ thôi nha, nó chỉ tăng nhẹ thôi, thì nhìn thấy điểm số thị trường nó tăng 15 điểm đó. Cho nên chị phải hiểu những cái bản chất hoạt động của dòng ngân hàng ha. Đấy, mà phải biết được cái mô hình á, nhưng mà phải đạt về những cái điều kiện mua ấy, thì mình mới mua được. Còn bây giờ chỉ là gì, mình đưa ra những kịch bản và mô hình để mình xem là à, những thời gian tới nó có vận động đúng hay không đúng không đó.
Chị thấy đơn cử như là gì? Như là Tiên Phong Bank cũng thế anh chị thấy không? Trước khi đánh lên nó phải có cái mô hình tích lũy lớn nè, nó đánh lên nè. Hoặc là hồi xưa khi đoạn mà đầu năm ấy thì Techcombank cũng vậy thôi, nó có những pha gì pha tích lũy đỉnh nè. Đó, một mô hình tích lũy đây đâu đấy khoảng từ tháng 2 lên điểm nổ là tháng 5, khoảng 3 tháng để mình đánh mình ăn được một cái chu kỳ bao nhiêu? Ăn được một cái chu kỳ 30 40% với cổ phiếu như Techcombank hồi xưa ha. Đấy, cho nên chị mình lưu ý, còn bây giờ mô hình tích lũy nó còn đẹp hơn, nó còn dài hơn khá nhiều ha, cho nên phải chờ đợi. Phải chờ đợi anh chị. Đó. Tiếp theo là một vài cổ phiếu như Tiên Phong Bank nè. Thì cổ phiếu này á, khi mà dòng ngân hàng nó tích lũy lại á, thì những cổ phiếu này sẽ có một cái nhịp gọi là mẫu hình tích lũy nền số 2 đúng không? Đó, một nền số 1 nè, bứt phá tích lũy nền số 2 nè. Thì cái nền số 2 ở đây á, hiện tại là gì? Nó đang là dòng cổ phiếu dòng bất động sản anh chị. Đó là mẫu hình nền số 2 á, mà em chia sẻ và em phân tích với chị mình trong video hôm qua ấy, về dòng bất động sản đúng không? Đó, em nói rồi. Một chút nữa chúng ta sẽ cùng nhau đề cập lại, review lại dòng cổ phiếu bất động sản sau ha. Vietcombank nè. Thì những con này anh chị mình cũng hạn chế vào. Đấy, nhìn chung thì nó cũng đang bị chi phối khá nhiều đúng không? Đó, thì nó cũng test về những vùng giá hấp nhất rồi. Test về là những vùng giá tương đối hấp của cổ phiếu này, hỗ trợ dưới đúng không anh chị? Hỗ trợ hấp nhất là quanh những vùng 43, 93, 94 là những vùng hỗ trợ của cổ phiếu như Vietcombank ha. VIP ấy, thì chị hạn chế vào con này nha. Quá trình chạy nó rút này, cực kỳ lớn nè. Đó, nó đánh từ bao nhiêu? Nếu mà chúng ta đánh từ cái nền tích lũy lớn của cổ phiếu ấy. Chị thấy không? Trước khi cổ phiếu mà có một cái quá trình mà chạy điên chạy hùng luôn, chạy mà cho anh chị mình đánh x3, x4 tài khoản ấy, thì nó có cái biên độ tích lũy rất lớn. Tổ chức họ thu mua rất nhiều cái lượng hàng này từ bao nhiêu? Từ năm 2017 nè, trước khi lên sàn nè anh chị. Đến một cái điểm nổ này vượt đỉnh là bao nhiêu? Là năm 2020 vừa rồi ấy. Vượt bao nhiêu? Vượt 15 ấy. Thì trung bình là khoảng đâu đấy khoảng giá 11 12 thôi. Đó, thì chị thấy đánh ghê anh chị, đánh từ vùng này lên bao nhiêu? Gần x3 tài khoản. Đấy, thì để mà chị mình có được một cái ngày mà nó mang về những biên độ lợi nhuận lớn ấy, thì trước đó tổ chức họ phải thu mua, phải gom đủ những cái lượng hàng thì nó mới có cái giai đoạn uptrend. Đấy, đây cũng gọi là gì? Đây cũng gọi là bốn chu kỳ của cổ phiếu ấy, nó luôn vận động như thế anh chị. Gom hàng nè, đẩy giá nè, đẩy lên một vùng giá cao nè, phân phối lại cho những chị nhà đầu tư cá nhân nè ấy, sau đó là gì? Đè giá, đè giá nha. Sau đó đè giá thì trong một cái chu kỳ đè giá thì mình nên hạn chế vào ấy, và mình để xác định được là quá trình phân phối thì mình sẽ áp dụng bằng những giai đoạn gì? Chỉnh rút ở cổ phiếu ha. Đó, cho nên mình nhìn bây giờ là BID ấy. Đấy, BID á là cổ phiếu mà em cũng rất lưu tâm ấy, nhưng mà lưu tâm ở cách đây có phải là nằm trong quý 2 năm sau hoặc là quý 1 năm sau chứ chưa phải là thời điểm hiện tại đúng không? Đó. Tiếp theo là VBank nè. VBank thì bây giờ anh chị thấy nó cũng test về những vùng hỗ trợ trước á. Đó, cho nên chị nào có hàng thì chịu khó cầm thêm. Còn điểm mua mới thì anh chị phải chờ, hiện tại cũng chưa có điểm mua ha. Thì đó là với cái bản chất của dòng ngân hàng. Hôm nay chí ít dòng ngân hàng nó tăng trở lại, nó hồi phục trở lại xanh điểm, thì nó cũng là những động thái rất tích cực cho các vận động của thị trường chung đúng không anh chị ha. Này, tiếp theo là dòng cổ phiếu đầu tư công. Thì một vài cổ phiếu đánh giá như C4G nó vẫn là gì? Vùng tích lũy đỉnh đó anh chị. Đây là vùng đỉnh thời đại của cổ phiếu nè. Đó. Khi mà nó vượt được ấy, nó sẽ đánh cực kỳ mạnh nha. Dừng đối với cổ phiếu như C4G ha. Ai có hàng thì chịu khó cầm thêm đi. Nó đang vùng căng bằng đỉnh. Đấy. CKG nè anh chị. CKG thì cổ phiếu này đang diện gì? Nếu mà mình xác định những mẫu hình ấy, thì mình sẽ biết đây là mẫu hình gì? Mẫu hình tích lũy nền số 3 này. Hay hơn mẫu hình tích lũy nền số 3 ấy, thì sẽ bước vào quá trình gì? Nó rút. Nó dùm lưu ý ha. Với cổ phiếu như là CKG. Đấy. Cho nên chị là có hàng cứ cầm. Em nghĩ nếu như thị trường đồng thuận thì những con này là những con nó sẽ chạy nước rút cho hết cái chu kỳ cổ phiếu luôn. Đó, thường là bứt phá chạy nước rút thì từ những cái mô hình tích lũy nền số 3 đúng không, thì tích lũy đây cũng đâu đấy cũng khoảng một tháng thôi chị. Đó, tích lũy biên độ dao động nè, nó hơi lỏng một chút nhưng mà nó cũng gọi là biên độ tích lũy ha, có lượng cạn kiệt nè. Đấy, thế anh chị nào muốn đánh ấy, thì mình cứ chờ đi, đánh ăn nhịp, có ăn nhịp mà chạy nước rút của cổ phiếu CKG thì chờ khi nào đánh có lượng lớn đi vào mình đánh ăn nhịp rút sau, mà ăn nhịp rút rút ấy, thì nên đánh tỷ trọng nhỏ thôi chị, để mình ăn thôi chứ không phải là những cổ phiếu để cho chị tắt tay on đâu ha. Đấy, cho nên chị cứ chờ với cổ phiếu như CKG. Đấy, tương tự như bây giờ là cổ phiếu như gì? Như DBG nè, chị thấy không? Một cái nhịp tích lũy nền nè, để chạy tích rút như hiện tại nè. Đó, hôm nay là bản chất là một phiên gì? Nếu như mà chúng ta học về những thanh ba cho một cái phương pháp về VSA á, thì đây là một phiên set out 3 nha. Một phiên set out 3 cho một quá trình chạy tích rút, cho nên chính là một cái phiên gì? Phiên phân phối. Đấy, set out 3 biên độ lớn, khối lượng lớn, sáng mở gấp up tạo sự hưng phấn, nhà đầu tư đu vào chiều đạp. Đấy, rất rõ ràng ha, đây là phiên phân phối nè. Khối lượng lớn đây là ai bán anh chị? Chắc chắn một điều không phải là nhà đầu tư cá nhân. Mà nhà đầu tư cá nhân không bán thì ai bán? Tổ chức họ bán đúng không? Rất rõ ràng nếu như anh chị mình hiểu à. Thì sau những phiên phân phối này, cổ phiếu có chết hay chưa, có tạo đỉnh và gãy hay chưa, thì em xin chắc chắn với chị mình là chưa. Ấy chị lưu ý, nó phải xác nhận bằng gì? Trong quá trình chạy rút á, thường xuất hiện 3 đến 5 phiên xác ao và xác nhận tạo đỉnh bằng một phiên uptrend. Ấy chị lưu ý ha, đó là những kỹ thuật mà chúng ta hiểu được thì chúng ta sẽ rất dễ được trong quá trình đầu tư. Chỉ cần anh chị mình thấy nó chạy rút không mua được thì phải bỏ thì nó cũng là thành công anh chị đó, chứ không phải cần chúng ta mua đuổi vào đó. Còn ai có hàng thì chị mình cứ gì túc tắc mà chặn lãi thôi, em đã chia sẻ rồi đúng không? FCN là gặp kháng cự đỉnh nè, chờ vài pha tích lũy nó hơi đẹp anh chị ha. Đấy, tương tự là cổ phiếu như là HBC.
HT1 vẫn khá là tốt nha chị, một phiên bùng nổ lượng vào nè, T3 vậy nó hấp hàng khá ổn nè, và hôm nay vẫn là những phiên gì tích lũy vùng đỉnh nè, khối lượng khắp đó. Anh chị thấy không, khi mà tích lũy là vùng đỉnh nè, phiên tăng điểm khối lượng lớn nè, phiên dòng tiền tổ chức vào nè, anh chị thấy các phiên còn lại giảm điểm khối lượng khắp nè, kỳ liệu nó có gọi là phân phối không chị đó, tổ chức có phân phối là một biên độ dao động khối lượng lớn, còn với khối lượng thấp như thế này á, những ai cần chốt lại tổ chức họ sẵn sàng hấp thụ lại lượng hàng mà nhà tôi chốt lại chứ họ không có bán ra chị ha. Đấy thì khi mà tổ chức nó không bán, dòng tiền nó vẫn còn nằm bên trong cổ phiếu thì anh chị nào có hàng cứ cầm thôi, rất đơn giản thoải mái đúng không đó. AGC cũng vậy nè, anh chị nào có hàng cứ chờ đợi phiên nó đánh lên ha, nó đang cân bằng vùng nền khá ổn ấy. Đấy khối lượng cũng càng kiệt đi nè. KB con này em đánh giá phải chờ gì đó, phải chờ vài phiên nữa đi, tại vì cái nền này nó lỏng lẻo quá, mặc dù đây là cái nền tích lũy số 2 trở lại nè, nhưng mà phải siết nền một chút thì mới gọi là ok hơn nha. Đó BLC nè, nổ vội anh chị, hôm qua nói anh chị là nổ hơi vội đúng không, nó hơi vội thì nay nó phải cân bằng nè đó, tại vì nó cũng chưa vượt hẳn được những vùng cự đỉnh đâu. Đấy đâu đó có thể là nó rủ vài về nền là bình thường nha, cho nên chị cũng hạn chế mình mua vào. Đấy nói chung BLC cũng là cổ phiếu tương đối là yêu thích đúng không, tại vì thứ nhất ấy, là phía dưới nó cũng hình lớn nè, thứ hai nó phải cần một cái biên độ mà nó tạo để cũng phá tái tích lũy lại đủ đẹp hơn ấy, thì mình sẽ canh ha. Đó một pha tích lũy nền số 2. Tiếp theo là dòng cổ phiếu dầu khí đúng không? Đấy thì tối hôm qua dầu thế giới nó vẫn tăng rất nóng ha. Thì nó cũng đã diện chị, nó cũng đã vượt vùng giá 80, hiện tại nó quanh vùng giá 81-82 ha. Đó. Thì đó là những cái yếu tố mà chúng ta thấy được. Cái sự lạm phát hiện tại trên thế giới là khá là cao đúng không? Đấy chúng ta không thể nào chối cãi được cái gì. Đó. Và giá dầu thế giới á, nó cũng chính là những cái tín hiệu mà nó đo lường cho sự lạm phát. Đấy. Thì hiện tại nhìn thấy một vài cổ phiếu dòng dầu khí hôm nay nó vẫn thể hiện được là gì? À, vẫn là những cái dòng rất mạnh. Vẫn là những dòng rất mạnh mà em đã chia sẻ và đề cập với chị rất nhiều đúng không? Đó cũng là cái dòng mà chúng ta đã tập trung cái nguồn vốn mình vào tham gia trong một dạng vừa rồi ha. Ấy một vài cổ phiếu như BR nè, thì hiện tại anh chị trong khách hàng của em á, thì mình cũng biết đúng không? Ấy mình cũng đang lãi khá là tốt với cổ phiếu như BR ha. Thì mình cũng lãi đâu đấy khoảng bao nhiêu? Khoảng gần 16% từ những cái điểm lấy vị thế. Ấy hôm qua mình có chốt ngắn anh chị, mình cũng chia sẻ với anh chị nhà đầu tư rồi đúng không? Hôm qua mình canh mình chốt ngắn cổ phiếu BR bao nhiêu? À giá những vùng 21.5 ấy. Đấy thì mình cũng canh mình chốt tương đối sớm mà, chứ không phải là mình thấy nó rủ lại mới chốt đâu chị. Em nói rồi, anh chị nào thấy nó rủ lại mà chưa bán được á thì thôi cầm đi, tại vì cơ bản bản chất nó là những dòng cổ phiếu mạnh, dòng tiền nó vẫn nằm bên trong cổ phiếu mà. Mình chốt 30% và em chờ đợi sự bứt phá vượt đỉnh khối lượng lớn thì mình sẽ tắt tay dây đèn tiếp theo. Anh chị lưu ý ha. Đấy, đó là cái cách mà mình hiểu cái bản chất của dòng cổ phiếu á, thì mình sẽ rất dễ trong quá trình đầu tư. À lưu ý ha. Còn bây giờ lợi nhuận nó quá tốt anh chị. Anh chị nào có hàng cứ yên tâm mà cầm nắm đúng không? Đó, đối với cổ phiếu như BR này, một phim nó cũng hấp thụ là những lượng hàng chốt lại khá ổn ha. Đấy nhưng mà em đánh giá là gì, nó cần đi, ví dụ như còn thị trường mình còn thứ tư nè, thứ năm nè, thứ sáu nè, thì ba phiên còn lại của thị trường em đánh giá những dòng cổ phiếu dầu khí như BR nè, cứ tích lũy quanh những vùng 21.x như này đó, cứ chồi sụt lên xuống quanh những vùng 21.x nè, những vùng 20.x ấy, thì nó sẽ cực kỳ đẹp cho một cái xu thế vượt đỉnh nó từ sau ha. Không cần vội vàng đâu, một cổ phiếu mà tăng ấy, gặp cái cửa đỉnh ấy, đừng có vượt gướng mà tích lũy lại, mà phải cân bằng lại, sẵn sàng làm những gì, tạo những biên dao động để cho những chị nào mình mua vùng dưới nè lên có lãi nè, chụp lại bớt đi. Những chị nào còn kẹp hàng nè, bây giờ về bờ đúng không? Đó, tại vì mình cầm nắm cổ phiếu này cách đây khoảng từ tháng 6 đến bây giờ là 3-4 tháng mà mới về mình hòa là những lượng vốn, thì chắc chắn với chị mình tâm lý chị mình sẽ rất dễ bán hòa vốn. Thì khi mình bán hòa vốn như thế, tổ chức họ sẵn sàng họ thu mua, họ hấp thụ lại, thì các cái đèn phía sau đánh lên sẽ mạnh hơn rất nhiều. Một cổ phiếu mà muốn tăng bền thì phải nên đi chậm. Anh chị lưu ý ha, cứ tăng gặp kháng cự, tích lũy lại vài phiên, hấp thụ đánh lên tiếp thì nó tăng rất là bền. Anh chị nói những vấn đề như thế ha. Đó. Còn nhìn thấy một vài cổ phiếu anh đánh giá như BLC anh chị thấy không? Đấy một vài cổ phiếu như BVT chứ. Đó, nó tăng rất nóng anh chị. Cái đèn vừa rồi nó tăng rất nóng nè. Thì chị thấy những cái nhịp mà khi mà nó vượt đỉnh mà nó tăng nóng ấy, áp lực chỉnh lại là tương đối lớn anh chị lưu ý ha. Đó. Đó những cái cách mà vận động một cổ phiếu, cho nên phải chờ thôi. Bản thân em thì mình thích cổ phiếu đi bền và đi xa hơn, thay vì mà mình đi trong biên độ ngắn hạn mình lãi nhiều nhưng mà nó chỉnh lại tương đối rác đúng không? Đấy. Còn cổ phiếu như gas nè. Gas thì hôm nay nó cũng quay đầu khá là mạnh ra. Đó cho nên những cổ phiếu này em nghĩ là cũng sẽ chưa chạy ngay đâu. Nó sẽ còn một vài pha nó tích lũy tiếp ấy. Đó, thì nó sẽ đẹp hơn khá là nhiều đúng không? Nhìn chung thì mô hình tích lũy của gas cũng là khá là đẹp ấy. Đó cho nên chị nào em nói rồi, giờ có hàng thì cứ cầm thôi. Mình có hàng mua đúng vị thế thì cứ cầm nắm, tại vì cơ bản là gì? Dòng tiền tổ chức họ đổ vào đánh nè. Thì không có tổ chức nào đánh hàng tới 3 tới cộng 4 mà đi phân phối đâu chị. Anh chị phải hiểu những cái bản chất như thế ha. Và trước đó nó gom rất là nhiều cái lượng hàng nữa nè. Đó. Ôi đúng không? Ôi hôm nay cũng kéo lên hưng phấn vì sáng nè, gặp những vùng kháng cự quanh những vùng 16 ha. Đấy thì chị nào mình muốn mua ấy, với dòng dầu khí ấy, thì mình nên chờ đợi đó, đơn cử luôn với một vài cổ phiếu như BR nè hoặc là OI nè, chờ cái pha gì, pha tích lũy đỉnh. Đấy em lấy ví dụ cho chị mình xem nha, CB này anh chị mình cứ chờ đi, chờ một pha tích lũy đỉnh đó, thì cái pha đó gọi là pha đánh sóng chính, pha đánh vượt đỉnh để cho anh chị mình có thể ăn được 40-50% lợi nhuận luôn đó, cho nên chị phải chờ. CB anh chị thấy pha nào, pha tích lũy đỉnh nè, khi gặp kháng cự pha tích lũy đỉnh nè, hoặc là một vài cổ phiếu như HBG đi. Đấy thì cổ phiếu nhắc bây giờ anh chị thấy cũng là những pha tích lũy đỉnh đó. Khi mà gặp kháng cự, cổ
Cổ phiếu tạo những cái nền tích lũy như này thì các chu kỳ đánh phía sau nó bền hơn rất nhiều thay vì tăng nóng. Chị thấy không? Đây là pha tích lũy đỉnh nè. Đó, gặp kháng cự nè, tích lũy nè. Bùng nổ nè anh chị thấy không? Rất rõ ràng ha. Thì các nhịp phía sau chính là một pha sóng chính anh chị. Đó. Khi mà cổ phiếu đã vượt đỉnh rồi thì nó sẽ vào chín sóng. Đấy, chị lưu ý ha. Anh chị cứ chờ đợi thôi. Còn hiện tại em vẫn đánh giá những cái quan điểm của mình là gì, mặt bằng chung các cổ phiếu về dầu khí nó vẫn đang tiệm cận một kháng cự đỉnh mà đúng không? Chúng ta rất rõ ràng về những cái quan điểm đầu tư ha. Đấy, đó là em phân tích với những chị nào mình muốn mua cổ phiếu ấy. Em phải hiểu cái bản chất nó đang ở đâu. Còn anh chị nào trong bách hàng của em thì mình tham gia từ nhịp trước anh chị. Bây giờ mình đang có một cái biên độ lợi nhuận dự phóng khá là khỏe, có thể nó chỉnh 3-5% thì mình cũng không có lo ngại. Ấy, hiện tại gặp kháng cự nè, hôm nay nó quay đầu khá là tốt nha, nhưng mà nó gặp kháng cự nè, bản thân em mình vẫn kỳ vọng nó tích lũy vài phiên nữa. Con BVD là con đầu cơ cực kỳ cao, mà nếu như mà nhịp sâu mà nó vượt đỉnh á, anh chị nào muốn đánh nhanh á thì nên đánh một BVD, tại vì tính đầu cơ nó rất cao ha. Ấy, nhìn thấy trong đánh tới ba nó thể ăn cho anh chị mình bao nhiêu, 15-20% bình thường. Ấy, BVS cũng tương tự gặp kháng cự nè. Hôm qua bị bán hơi rác hơi ác đúng không, nhưng mà hôm nay cũng quay đầu như thế là tốt chị ha. Đó thì những cổ đông BVS thì vẫn tốt thôi, mua và nắm giữ chả phải làm gì cả chị ha. Đấy, còn ai mà chốt ngắn thì mình chờ những pha vượt đỉnh mình đánh tiếp. Bầu nè, bầu là những cái biên độ như thế này hơi lỏng chị, đó cũng không phải gọi điểm mua đâu, chứ nó còn một cái gap nữa này. Đấy thì đó là với bản chất một vài cổ phiếu của dòng dầu khí ha, mà anh chị nào muốn mua hãy chờ, nhìn muốn mua hãy chờ. Còn hiện tại đang gặp kháng cự nè. Đấy, anh chị nào muốn bán ấy, thì cũng phù hợp luôn. Ví dụ anh chị mình nắm 1 tỷ đi, nhưng mà em chia sẻ đi, anh chị trong đôi mắt hàng của em á, mình nắm ví dụ 1 tỷ cổ phiếu như BR đi. À, có thể gặp kháng cự nè. Nhưng mà phải đút túi trước 30% thôi. Anh chị lưu ý á, đây là những dòng cổ phiếu mạnh. Thì đừng bao giờ mà đi bán hết tại vùng đỉnh nha. Anh chị lưu ý ha, nó gặp kháng cự nó phải tích lũy cân bằng là bình thường. Anh chị chỉ chốt một phần thôi. Đấy, và mình sẽ cover lại khi mà nó đánh vượt đỉnh. Đó, mình chờ phá vượt đỉnh mình đánh. Đấy, đó là cái cách mà mình phải hiểu về các bản chất của cổ phiếu. Còn xu thế bây giờ cái thế nó mạnh như rồng như vậy mà anh chị mình đi bán thì lại hơi uổng đúng không? Đó. Mà mình tham gia từ những vùng giá tốt nữa. Đấy, sau này mình chỉ sẽ bị mất đi một cái vị thế đó. Tiếp theo là với dòng cổ phiếu dòng chứng khoán ha. Đấy, thật sự dòng chứng khoán em này đánh rất hay, đánh rất hay và đánh rất bất ngờ đúng không? Tại vì bản chất em ấy nó cũng về những cái vùng quá bán à. Đó, thì cái sự bật lại thì nó sẽ có, nhưng mà không ngờ nó lại bật mạnh như ngày hôm nay ha. Đấy, nhưng mà liệu bật mạnh hôm nay có phải điểm mua hay không thì chúng ta sẽ cùng nhau đi bóc tách và phân tích ha. Đầu tiên là VND nè. Đấy, giảm về đâu? Giảm về hỗ trợ anh chị. Bật lên bình thường không? Rất bình thường, đúng hay cái gì phân tích về kỹ thuật luôn à. Về hỗ trợ yếu tố đẩy giá là có, thì anh chị mình lưu ý với những cái điểm mà nó hồi phục như ngày hôm nay á, em đánh giá phải chưa phải điểm mua đâu. Em chị mình lưu ý ha, chỉ là những cái điểm gì gặp hỗ trợ bật lên hồi phục thì ai muốn bán gì thì bán. Em đã nói rất kỹ là gì, bán á thì phải bán cái nhịp thôi, đừng có bán cái nhịp bán tháo thì cái mức giá gì bán á sẽ không được tối ưu đâu. Đấy, còn muốn mua ấy, thì chờ sau quá trình hồi phục lên cân bằng lại, hoặc là test đi test lại vùng đáy 1-2 lần ấy. Đó thì mình sẽ canh các điểm phía sau mới mua, nó sẽ an toàn hơn khá là nhiều ha. Đấy, VCI cũng thế anh chị, hai phiên giảm bao nhiêu, hai phiên giảm 6% này, hôm nay kéo lại ngoại vốn luôn, rất hay đúng không? Thực sự dòng chứng khoán đánh rất hay ha. Đấy, mô hình chung nó cũng quay về nó lắp trong cái gấp dưới nè. Đấy thì cũng đây cũng những điểm hỗ trợ cổ phiếu ha, thì nó quay đầu cực kỳ tốt đúng không? Thì em vẫn chờ anh chị, vẫn chờ cái dòng chứng khoán nó vẫn cân bằng lại. Đấy, vậy đánh giá ở một góc độ nào đó dòng cổ phiếu dòng chứng khoán ấy, đây là một cái vùng tích lũy ha. Em vẫn kỳ vọng đây là một cái vùng tích lũy, tại vì em đánh giá được cái yếu tố về khối lượng ấy. Những phiên gần đây ấy, nó không phải gọi là gì, không phải gọi là một những phiên khối lượng mới gọi là quá lớn để mà nó gọi là yếu tố phân phối. Đấy, và những phía sau ấy, khi mà cái dòng chứng khoán này nó rung rũ tích lũy đủ ấy, đẹp ấy, cạn cung ấy, sạch sẽ ấy, thì sẽ đi chung với dòng ngân hàng đi lên ha. Cho nên chị cứ chờ đợi thôi, chị cứ chờ đợi. Đấy, còn bây giờ cơ hội nó vẫn chưa có anh chị. Đó, đừng thấy hôm nay tăng mà chìm lâu mua đuổi lại không ngay đúng không? Hôm qua mới vừa bán tháo mà, thì tại sao hôm nay lại mua đuổi vào cổ phiếu của dòng chứng khoán tiếp? Đấy, dùm lưu ý đó là trạng thái nhà đầu tư mình giao dịch rất là lằng ngoằng trong giai đoạn vừa rồi đúng không? Và bản chất là thị trường nó cũng vận động khó. Ấy, thì khi mà thị trường nó vận động khó ấy, anh chị phải hiểu được cái chiến lược đầu tư, mình phải có được một cái yếu tố giao dịch, một cái hệ thống hỗ trợ để chị mình hiểu được và mình đưa ra được chiến lược phù hợp nhất ha. Ấy, visa nào, SSI nào cũng tốt anh chị. Đó, thì chị cứ chờ đợi hồi phục là anh chị nào kịp á, thì em nghĩ là gì? Nên cơ cấu trước, nên cơ cấu trước thay vì mà mình nghĩ đến việc gì mua mới ha. SSI cũng thế nè. Đó. Thì thường những biên độ nó phải test lại à, đâu đó có SBS thì nó là test đáy anh chị. Đó, test một nhịp hồi test nè. Thì sau quá trình test nó cân bằng lại mình canh được đúng không? Đấy, tại vì nhìn chung những cổ phiếu SBS á thì em vẫn đánh giá ổn của dòng chứng khoán ha. Khối lượng có nè, yếu tố cạn cung nè. Đó, những phiên giảm điểm khối lượng cũng thấp anh chị. ORS, đấy hôm nay con này đánh dòng tiền khối lượng cũng lớn đúng không? Nhưng mà yếu tố mà nó không đánh vượt đỉnh được thì mình phải chờ thêm ha. Đấy, nhìn chung dòng cổ phiếu dòng chứng khoán á, vừa rồi có hai mã mà em đáng lưu ý thôi, đó là ORS nè. Em cũng nói với chị nhà đầu tư mình rồi đúng không? Chia sẻ rất kỹ ha. Một với SBS thôi. Đấy. ORS này đánh cũng tốt, nhưng mà nó gặp kháng cự đỉnh mà nó cũng chưa vượt được nè, thì mình cũng chờ thêm ha. Khối lượng này vào tốt ấy, thường khối lượng này vào mà khối lượng lớn ấy, em nghĩ là nó sẽ rất dễ vượt đỉnh, nhưng mà chưa vượt được chứng tỏ là gì, bên cái đỉnh này có rất nhiều nhà đầu tư họ đang kẹt nè. Đấy, vì xem là cái động thái tổ chức họ hấp thụ như thế nào. MBS biên độ tăng rất tốt anh chị ha, gần 8%,
rất là ghê luôn ấy. Đấy, thì những cái điểm mà như thế cũng đánh khủng, những điểm hỗ trợ nè, những điểm spring nè, sau đó quay đầu nè đó. Thì thường sau những nhịp nó quay đầu lên á, để muốn mua được á, thì anh chị mình cứ chờ cái sự cân bằng lại của cổ phiếu. Lưu ý ha, lúc nào cũng vậy, chúng ta hãy mua khi mà cổ phiếu nó có sự cân bằng lại. Tại vì khi mà nó rung rũ mà nó hồi phục lên được mà cân bằng lại được á, thì khi mà tích lũy được yếu tố nó gãy là không cao đó, thì nó cũng đã đạt về những điều kiện chúng tham gia được đúng không? HSM này cũng cũng vậy đó. Thì em nghĩ con HSM này nó còn một vài cái câu chuyện về về tăng vốn, thì nó sẽ có một vài nhịp thôi đã thôi. FTS Tết đấy nè, mặc dù cổ phiếu này không có điểm mua, nó cũng chạy khá là nóng á, nhưng mà nhìn chung trong ngắn hạn là Tết đấy nè chị, Tết một nhịp nè, Tết hai nhịp nè đó, nó tương tự như những gì mà em phân tích với chị mình là đúng không? Một nhịp hai nhịp nè, nay là hồi thôi đấy, tương tự là CTS cũng thế, là một nhịp hai nhịp nay hồi nè đó. BSI cũng cũng vậy ha đó. Thì đó là với một vài cái bản chất vận động của cổ phiếu chứng khoán đúng không, tăng cũng khá là tốt ha. Thì chết những dòng cổ phiếu dòng chứng khoán đó, dòng ngân hàng nè, hôm nay tăng điểm trở lại thì nó cũng là một cái dấu hiệu tích cực để nó bổ trợ cái sự tăng điểm của trường ngày hôm nay. Dùm lưu ý những vấn đề như thế ha. Tiếp theo dòng cổ phiếu dòng khu công nghiệp D2D rất rõ ràng đó, nó đi đúng với những gì chúng ta cùng nhau chia sẻ, một cái nhịp gì dòng tiền vẫn còn, dòng tiền đã có với trong cổ phiếu và những nhịp điều chỉnh đấy là bình thường đúng không? Hôm nay thậm chí là phiên hướng lên mà anh chị nào muốn mua thì hôm nay cũng phải gọi là một điểm mua đấy. Đấy, điểm mua đấy sẽ bị thế được, còn không anh chị cứ chờ cũng đừng vội vàng, tại vì sau những điểm hướng lên nè, thường cổ phiếu sẽ có sự cân bằng lại nè, tích lũy lại nè, thì mình đánh lên những nhịp tích lũy phía sau cũng vẫn được ha. Đấy, nhưng mà em phân tích trước cái xu hướng này cho anh chị biết là à, nó về nó test đáy như thế này ấy, thì thôi anh chị đừng có bán đấy. Rồi bây giờ nó đang là một nhịp nè, test đáy anh chị đó, thì những phiên hướng lên như thế này chờ sự cân bằng lại tiếp theo đấy. Em nói rồi, cổ phiếu như rồi bây giờ xu hướng có thì chờ sự cân bằng tích lũy một vài phiên tới, nếu mà đạt thì em sẽ báo chị khách hàng bên em tham gia thêm với cổ phiếu như LBR đúng không? Đó, nhìn chung món này vận động tương đối là tích cực ha. ETA thì thật sự cổ phiếu này chạy ghê quá chị, nó chạy vượt những yếu tố phân tích và cung cầu luôn rồi. Hiện chị đã có hàng thì em xin chúc mừng thôi. KBC đấy, những cổ phiếu như KBC á là những cổ phiếu anh chị mình rất lưu ý, em đã chia sẻ rất kỹ về một vài cổ phiếu như KBC đúng không? Đó, một quá trình mà nó cần phải test đáy lại nè. Hôm qua và hôm nay á là hai phiên chị mình kết hợp lại một phiên test đáy thành công ha. Thì sau những nhịp test đáy có thể sẽ có một cái nhịp gì, một vài phiên tích lũy đó, thì một vài phiên tích lũy tiếp theo là những phiên cực kỳ quan trọng để cho anh chị mình chú ý được cổ phiếu như KBC đúng không? Hãy đưa cổ phiếu này vào danh sách theo dõi, em đã nói rất kỹ trong các video gần đây về cổ phiếu như KBC ha. Xu hướng dòng tiền là những yếu tố quan trọng để cho anh chị mình xác định được đâu là cái điểm mà chị mình chọn để mua cổ phiếu ha. Đó, ISC cặp đánh cửa đỉnh nè đấy, thì chị mình chờ thêm đó. Cũng có một bạn chị hỏi em hôm nay mua được ISC hay không, thì chị cũng chờ đấy, dòng tiền nó vẫn có này, nhưng mà chị đừng có vội, tại vì nó cũng đang tăng, nó hồi lên cặp đánh cửa nè. Thì một vài phiên nữa chúng ta xem cái động thái mà tổ chức họ hấp thụ cái lượng cung hàng tại vùng kháng cự như thế nào ha. Đấy, thì đó là một vài cổ phiếu của dòng cổ phiếu khu công nghiệp mà chị chú ý được. RBR này, KBC này, đấy, và cổ phiếu như SSC là những cổ phiếu đánh giá xu thế có đúng không? Tại vì sao vượt đỉnh anh chị, cứ vượt đỉnh là xu thế có đúng không? Đấy, cổ phiếu vượt đỉnh nhưng mà cổ phiếu mạnh. Tiếp theo là phần cổ phiếu dòng bất động sản ha. Đấy, thì dòng bất động sản là cái dòng mà em đang hướng cái dòng tiền của nhà đầu tư mình, sau mà mình đánh xong một nhịp dòng khép bình dầu khí ấy, thì mình sẽ hướng về những dòng cổ phiếu dòng bất động sản, tại vì đánh giá đang trong một cái pha tích lũy mẫu hình nền xu hai đấy, và mình đang chờ đợi thôi. Mình cũng chỉ là gì mới vừa có những cái động thái mà mình lấy vị thế và quan sát thôi chị đó, cho nên mình cũng chờ đợi yếu tố về dòng tiền, khi mà nó vào thì mình sẽ sẵn sàng gia tăng đúng không? Nhưng mà hôm nay tổng cộng là gì, mình thấy trạng thái vận động của dòng bất động sản ấy, nó cũng rất là tốt anh chị đó. Một vài cổ phiếu mà anh đánh giá là đích nè đấy, những quá trình test hay đấy thành công là gì thấy không, rất rõ ràng đúng không? Chị thấy không, trong một cái phương pháp đầu tư ấy, mà nếu như mà chị mình hiểu được cái bản chất vận động cổ phiếu ấy, mình sẽ rất thoải mái và mình biết được đường đi nước bước trong một vài phiên tới cổ phiếu nó vận động như thế nào đó. Em nói rồi, một nhịp hồi nè, test lại nè, nay là phiên test thành công nè đó, ví dụ ngày mai hướng lên đi, anh chị muốn mua cứ lấy vị thế, còn không ấy, thì chờ sau phiên hướng lên nó sẽ có sự tích lũy thì nhìn canh sau đấy. Em lấy ví dụ nhìn xem luôn, trong một mặt cổ phiếu như là đích luôn ha đó, nhìn thấy không, đây là những phiên gì test đáy nè, những phiên test đáy liên tục nè đó, đây là cái phiên rũ bỏ này, những phiên gì điểm spring ấy, thì sau đó là một phiên hướng lên nè, đây là cái phiên hướng lên anh chị, có phiên hướng lên mà khối lượng vào tốt á, khối lượng càng lớn á thì càng tốt anh chị đó, đây là phiên hướng lên nè. Nhưng mà anh chị ta không mua được á thì cứ bình tĩnh, mình sẽ tham gia sau phiên hướng lên, mình sẽ có những phiên cân bằng đấy, mình lưu ý ha đó, thì sẽ có những phiên cân bằng lại nè, khối lượng thấp thì mình canh được đó. Nên chị nào muốn mua thì mình sẽ đưa những kịch bản, tại vì khi mà mình mua cổ phiếu ấy, lúc nào cũng vậy, mình phải có một cái sự chủ động đấy, chứ chị mình thấy cổ phiếu nó tăng mình lao mua đuổi như thế thì đôi khi lại không hay đúng không? Mà cái sự chủ động mình không có á, thì đầu tư ấy, lúc nào cũng vậy, đồng tiền của mình phải làm chủ được ha. Đó cũng phải như đích ha. Đấy, yếu tố rũ bỏ là có anh chị, thì mình cứ chờ thêm anh chị. Tắt xanh thì cũng chưa có gì, mà là vùng cân bằng đáy thôi, cái ông này cứ vùng này thôi. Đó, khi nào có tín hiệu xác nhận bùng nổ lượng vào mình canh nhịp sau. Đấy, đơn giản như vậy thôi anh chị. Còn bây giờ cứ đi mày mò mua sớm,
thì cứ phải chờ đợi thôi đó. HDC thì thôi nó vẫn cứ túc tắc đi lên đúng không, cổ phiếu mạnh nó vẫn mạnh nè. Hà Đô này, Hà Đô hôm nay là một cái phiên đóng cửa là gì, đóng cửa vượt đỉnh luôn anh chị, nhìn xét về những góc độ về đỉnh trước đóng cửa vượt đỉnh đó này, nhưng mà với đóng cửa vượt đỉnh mà khối lượng này em đánh giá là gì, nó sẽ chưa chưa gọi là đạt lắm mà đó, thì có thể sẽ cân bằng một vài phiên hoặc là test lại cái đỉnh trước nè đó, mình sẽ căn quá trình test lại cạnh cung, test lại cạnh cung là mình cũng căn đánh được đúng không. Với cổ phiếu nhà Hà Đô xu thế dòng tiền vẫn có, và dòng bất động sản ấy, trong các video gần đây em hướng với chị mình về cổ phiếu nhà Hà Đô khá là nhiều ha, hoặc là một vài cổ phiếu như Hang Điền này đấy, tại vì đánh giá nó là những cổ phiếu hàng đầu của dòng cổ phiếu bất động sản đúng không. Hôm nay tuy là Hang Điền nó tăng không có mạnh nhưng mà nó để lại những cái dấu chân, những cái động thái rất là tích cực của đội lái ha. Đó là gì chị, thứ nhất là những phiên test đáy này, một nhịp này, một này, hai này, ba nhịp test đáy thành công thì xác suất mà nó gãy nó khủng những vùng đáy này là không cao, nó khủng là không cao ha đó. Cho nên vì sao mình lại nói chị mình là rất phù hợp cho cái việc mà chị mình lấy vị thế, lấy vị thế trước với cổ phiếu ngân hàng điện, nó là như vậy anh chị, nó có đầy đủ hội tụ đủ những cái lý do và những cái điều kiện của một cái phương pháp đầu tư quen đó. Cái việc đúng sai thì mình chưa biết nhưng nó đã đạt về những điều kiện mua thì anh chị cứ tự tin mình vào mình lấy vị thế là tham gia, trường hợp sai thì mình sẵn sàng mình cắt lỗ chứ mình không bảo thủ ha. Còn trường hợp đúng, xác nhận dòng tiền bùng nổ có lượng lớn đi vào thì mình sẽ chủ động cho việc mình gia tăng cổ phiếu, đầu tư như thế sẽ rất thoải mái và nhẹ nhàng đúng không đấy. Còn cái việc chị mình cứ lo sợ một vấn đề nào đó, mình lo sợ thị trường chung, mình lo sợ Dow Jones, mình lo sợ vĩ mô, mình lo sợ lạm phát thì anh chị mình không nên đầu tư chứng khoán đấy. Tại vì bản chất của mình đã đầu tư thị trường chứng khoán ấy, thì mình lúc nào cũng vậy, phải luôn xác định và chấp nhận ở một cái mức độ rủi ro ấy. Còn khi mà mình áp dụng kiến thức vào thì mình sẽ hạn chế đi cái rủi ro đó, đơn giản như vậy thôi chị ha đó. Còn với bản chất những cổ phiếu như Hang Điền hiện nay phiên gì, phiên tích cung nè, thì phiên tích cung sau những phiên tích cung sẽ là những phiên bùng nổ. Thì anh chị nào trong group khách hàng của em á, cũng như anh chị nào đang xem kênh YouTube thì mình rất chờ đợi những phiên bùng nổ tiếp theo ở trong tuần này của cổ phiếu như Hang Điền. Một phiên bùng nổ khối lượng đánh giá nếu mà đẹp á thì vượt 15 triệu cổ phiếu sẽ là đẹp nhất cơ đấy, chị lưu ý với cổ phiếu như Hang Điền đúng không đó. Cứ chờ đợi thôi, gì kịch bản mình đưa ra sẵn á, cứ đúng kịch bản mình chơi, đúng kịch bản mình gia tăng đúng không đó, đúng nhịp mình lấy vị thế. Tại vì nhìn chung nó vẫn là những mặt cổ phiếu gì tích lũy đỉnh này, tích lũy đỉnh là cực kỳ tốt, em rất thích những cái form mẫu hình cổ phiếu tích lũy đỉnh đấy. Tại vì vùng giá càng cao thì sẽ có giá cao hơn đúng không, mình mua là gì, không phải là gì cứ mua giá thấp để mình cắt lỗ giá thấp hơn ấy, mà đây mình mua cao mình chốt lại giá cao hơn đúng không đấy. Còn nhiều cứ sợ à, cổ phiếu gặp đỉnh, cổ phiếu gặp kháng cự, sợ thì bản chất mà nó tích lũy mà nó đạt thì mình vẫn tham gia đúng không đấy. Cho nên chìm lưu ý nè, nó sẽ tương tự với một vài điểm của cổ phiếu gì gì của cổ phiếu của dòng như BR ấy. Như thế đây là cái giai đoạn hiện tại của BR tăng lên nè, đây là giai đoạn hiện tại nè, tăng gặp kháng cự nè, thì nó phải cần vài phiên nó tích lũy lại như này ấy, thì sẽ rất đẹp cho các cái nhịp mà đánh vượt đỉnh với cổ phiếu như dòng dầu khí đúng không. Như dòng dầu khí em đánh giá phải cần cần những nhịp như này nè, cái quá trình phía sau khi mình đánh vượt đỉnh á nó sẽ chạy rất bền đấy, đôi khi không cần tăng nóng đâu chị đó, là như thế ha. Tiếp theo là DN nè, có anh chị nào biết vì sao lý do hôm nay DN chạy không ấy, anh chị nào chưa biết ấy thì em xin phân tích lại như này, mà anh chị nào biết rồi ấy, thì cũng rất là vui, tại vì chúng ta chủ động một cái việc mà gì trong cái việc mà mình biết điểm chạy của cổ phiếu. Thứ nhất là chị thấy không, đấy nè, đấy nè, đấy nè, đấy nè, hôm qua em đã nói là gì, nó test 3-4 lần nó không khủng ấy, xác suất khủng lại là không cao đó. Và sau sau nhịp test đấy nè, nó có bốn phiên cân bằng nè, như thế bốn phiên cân bằng lại, sau trình test đấy bốn phiên cân bằng nè, khối lượng như nào, khối lượng cạn kiệt nên gì đó. Hôm qua là phiên test cung, hôm nay nó nổ bình thường đúng không anh chị lưu ý ha đấy. Thì gì nó có hàng thì những phiên bùng nổ lên như thế này á thì quá là tuyệt vời cho chị mình nè, nhưng mà chưa phải là những phiên bùng nổ vượt đỉnh ha. Thường ấy nó sẽ hồi lên nè, nó có đâu đó một vài phiên nó tích lũy lại à gì phía trên nữa đó, thì mình sẽ canh đó. Thì những cái thuật này em áp dụng khá là nhiều trong cái quá trình mình đầu tư. Nằm long này gì cũng là vậy, một nhịp, hai nhịp, ba nhịp, bốn nhịp không khủng, hôm nay là điểm hướng lên đó. Anh chị nào muốn mua thì hôm nay bản chất nó vẫn vẫn đúng là một cái điểm mà cho chị mình lấy vị thế được đúng không ấy. Thì đây gọi là những cái điểm gì, điểm hướng lên rồi điểm mà anh chị mình mua sớm ấy ấy. Thường trong quá trình uptrend á em sẽ thường xuyên áp dụng những cái điểm hướng lên cho hệ thống khách hàng hơn để mình mua sớm, tại vì sau những điểm này có thể sẽ tích lũy lại à, nó tích lũy lại nữa thì ai chưa mua được thì chờ những nhịp phía sau đấy, một vài phiên tiếp theo ha đấy. Tiếp theo là một vài cổ phiếu như nhà từ Liêm nè, anh chị mình nhìn vào mình sẽ biết được cái form cổ phiếu đúng không, đáy trước nè, test lại nè đó, rất rõ ràng. Hôm qua là phiên test đáy thành công ha, hiện nay điểm đánh lên thì nó cũng đánh lên hay cũng tăng trần đúng không anh chị, mà nó cũng gặp lại vùng nền giá kháng cự trước, thì mình chờ cái nhịp tích lũy phía sau ha đó, chờ điểm đánh nè. Anh chị nào muốn mua ấy, mà không mua được phiên ngày hôm nay á thì mình chờ cái nhịp này anh chị đó, chị mình lưu ý ha. Quan trọng là mình phải hiểu được cái bản chất vận động của dòng tiền ấy, cho nên bây giờ em nhìn vào cổ phiếu ấy, là mình hiểu hết cái bản chất vận động của nó anh chị, biết à nó đi đến đâu là mình sẽ có cơ hội mình tham gia được đúng không. Nhìn thấy đây là đơn giản mà quá trình test đáy nè, điểm hướng lên nè đấy, đây cái phiên nó cũng tăng tương tự như phiên ngày hôm nay đúng không, đó đó cũng khoảng 5-6% ấy, và sau đó nó gặp kháng cự này rất rõ ràng, cái gì kháng cự là giá trước nè, nó tích lũy lại được 5 phiên, thì đây là những phiên test cung.
sẽ có rất nhiều anh chị mình theo dõi video của em từ trước ấy, thì mình biết cái ngày này, cái ngày mà em phân tích cho anh chị tham gia được với cổ phiếu nào, với cổ phiếu như Nam Từ Liêm này. Đó, cái phiên ngày bao nhiêu, ngày 29 tháng 7 anh chị, đó là cái ngày mà em chia sẻ rất kỹ cái kiến thức đầu tư cũng như cái cơ hội đầu tư với cổ phiếu như Nam Từ Liêm ha. Ấy, và kể từ đây nhìn thấy mình cứ nắm giữ thôi, đâu có lãi đâu chị, nó chỉnh không có, đâu có lỗ đâu chị, nó chỉnh nó rung nó lắc như thế nào ấy. Nhưng mà nhìn vẫn lãi à. À, đó là những cái điểm mà đánh cực kỳ an toàn à, điểm nó vượt đỉnh nè à, bùng nổ lượng lớn đấy. Thì đó là bản chất một vài cổ phiếu của dòng bất động sản mà em phân tích cho anh chị mình về những góc độ đầu tư, về những cái vận động tiếp theo mà nếu như mà đạt thì cơ hội cho anh chị mình là cực kỳ lớn ha. À, đó với bản chất của dòng bất động sản đấy. Tiếp theo mình phân tích về dòng thép, dòng phân bón thôi. Thì bản chất hôm nay dòng thép nhà tạo lập họ không đánh lên gì đấy, cũng rất là phù hợp thôi, nó đang nghỉ ngơi một cái phiên nghỉ ngơi, nó giá là tương đối ổn của dòng cổ phiếu dòng thép ha. Tại vì nếu như mà hôm nay cổ phiếu như HBG này, Hoa Sen này, Nam Kim mình đánh lên đấy, điểm số thị trường hơi tăng 20-25 điểm là bình thường đúng không đấy, nhưng mà tạo lập họ cân đối các dòng cổ phiếu cực kỳ hay đó. Thì hôm nay nó chỉnh là mình, nó điều chỉnh là bình thường gì, không phải chỉnh nó gọi là gì, nó chỉnh lại thôi đó. Một vài cổ phiếu như HBG gặp kháng cự nó chỉnh lại là bình thường ha, chứ là một phiên dòng dao động hết sức bình thường. Một vài cổ phiếu như là Hoa Sen chị thấy như thế nào, tăng 4-5% thì chỉnh là bao nhiêu, 1-1,2%, 1,64% thì cũng rất là bình thường với cổ phiếu như là Hoa Sen ha. Cho nên chị nào có hàng á thì em đánh giá những cái yên tâm cầm nắm thôi đó. Những cổ phiếu nó đang giữ trận, giữ trận là gì, giữ một cái trận cân bằng cho thị trường cái gì đó, thì nó sẽ chờ đợi một cái trận đánh tiếp theo, một trận đánh mới thôi trong ngày mai ngày mốt đó. Nhưng mà anh chị ta có hàng mình cứ yên tâm mà cầm nắm đấy. Nam Kim cũng tương tự như vậy thôi, một phiên điều chỉnh rất lành, em đánh giá rất lành với cổ phiếu như là dùng khép ha. Còn dùng băng bón thì bây giờ cũng không có còn đầu tư cái gì, nó vượt rồi, nó vượt những cái điều kiện mua của mình nè đấy. Thì thôi anh chị nào có hàng em nghĩ nên chặn lại. Tiếp theo dòng bán lẻ dòng Vin và dòng trụ đúng không, VRE nè, hôm nay phiên kết cung nè, anh chị nó có hàng cứ chờ thôi, ngày mai rất dễ nổ nè, cũng VRE nè đấy, em thấy cái mùi nó cũng khá là chín rồi đấy, khá là chín rồi đấy, cũng với cổ phiếu như VRE ha. Mặc dù kênh của nó không có được đẹp lắm chị, nếu như mà nằm kênh trên là mình cho mua ngay, nghĩ đang nằm kênh dưới thì cơ hội đầu tư nó vẫn có chị, không phải cổ phiếu kênh dưới là không tăng được nha, cơ hội vẫn có, nhưng mà để mà kỳ vọng một cái biên độ lớn ấy thì không cao, có thể chị đánh tới cổng thôi, đánh sang một cái điểm nổ đó thì nó phù hợp, có thể sang điểm nổ từ vùng bao nhiêu, từ một phiên test cung ngày hôm nay là 28.45 nè, khởi tăng sang một điểm nổ lên vùng 30-30.x đánh 5-7% là vừa đấy. Vinamilk cũng vậy ha, đang cái vùng nhiệt một cái pha tích lũy và lại là khi nó gặp kháng cự điều chỉnh là bình thường, đặc biệt là yếu tố kẹn cung, yếu tố kẹn cung là khá tốt ấy. Vic nè, những cổ phiếu hôm nay bắt đầu quá trình sâu, quá trình test thành công nó cũng có những sự tăng điểm trở lại ha. Thì những cổ phiếu như Vic mà tăng điểm ấy, thì là một sự bổ trợ rất tốt cho cái điểm số trường chung, chứ ít sẽ không gặp những áp lực về tiêu cực ha đấy. Vinhom cũng thế thôi, anh chị thấy có đi đúng với những kịch bản của mình không, có phải là những phiên gì tạo đáy một nè, stopping volume 3 nè, hồi phục nè, test lại nè, tạo cái phiên gì stopping volume 3 thứ hai, những cái về retest, những về test đáy như nào, test đáy cạn cùng. Thì hôm nay bản chất nó là một phiên tăng, em đánh giá là gì, nó vẫn trong những cái tầm ngắm, nó vẫn trong những kịch bản mà em chia sẻ với chị nhà đầu tư ha. Nhưng liệu có mua được hay không, thì nếu như muốn mua được và an toàn thì chờ anh chị tích lũy lại mình sẽ tham gia, lưu ý ha. Binzy nè đó, sẵn sàng kịch bản luôn, hôm nay tới cộng 3 về mà em đánh giá yếu tố mà hấp thụ như này là khá ổn nha. Đấy, chờ một vài phiên cân bằng nữa thì sẽ có cái nhịp đánh tiếp theo với cổ phiếu như Bình Di đúng không? Anh chị cứ lưu ý với những cổ phiếu như bán lẻ ha. Những gì xấu nhất của Bình Di nó cũng đã ra rồi anh chị. Đó, nào là báo cáo lợi nhuận quý 3 và rồi âm này. Đó, nào là phải đóng cửa cái cửa hàng để mà buôn bán anh chị. Đó, nào là không kinh doanh được, nhưng mà mọi thứ đã qua rồi, mình hãy nhìn đến những góc độ hồi phục của nền kinh tế trong quý 4. Đấy, vì sao anh chị thấy cổ phiếu nó doanh nghiệp làm ăn không có tốt nhưng mà cổ phiếu nó vẫn đánh lên, tổ chức họ vẫn đánh lên, vì họ đánh lên dòng tiền vào tham gia cho những cái sự kỳ vọng trong tương lai đấy. Còn đánh thì những chứng khoán mà mình cứ nhìn vào những cái gì, những cái yếu tố đã qua rồi, những yếu tố đã xấu rồi trong quá khứ ấy, mình sẽ rất khó để mình đầu tư. Mà mình chỉ nhìn lại quá khứ ở đây, nhìn lại quá khứ ở đâu, nhìn lại quá khứ về hành vi và tâm lý giao dịch thôi anh chị, để mình biết được cái điểm mua cổ phiếu đấy, tâm lý giao dịch của tổ chức ấy, chứ không phải là mình nhìn về cái quá khứ của doanh nghiệp. Anh chị mình lưu ý ha, vài cổ phiếu như mà kiếp gời vẫn là những biên vận động hết sức bình thường đúng không, những sự cân bằng lại nè. Còn những cổ phiếu này không phải là phân phối đâu chị ha, ấy có thể đây là một phiên phân phối nhưng mà cổ phiếu chưa chết ngay đâu đó, tại vì xu hướng là có, hoặc là mà hoặc là massage này, những vùng điều chỉnh là bình thường đúng không đó. Cổ phiếu vẫn là gì, điều chỉnh thôi, lượng thấp thì không phải là phân phối ha. Cho nên chị có hàng thì mình cứ cầm thôi, cứ cầm. FPT nè, FPT cổ phiếu này chị thấy nó đánh tương đối là khó chịu đúng không đó, cho nên chị là có hàng cứ chờ. Ví dụ chị thấy sáng nay nó cũng kéo lên gặp kháng cự nè, kéo sớm gặp kháng cự nó bị áp lực chỉnh ngược trở lại thôi đó. Nhìn chung em đánh giá là cổ phiếu FPT ấy, thì phải chờ, chờ cái gì anh chị, chờ một cái pha đánh vượt đỉnh bùng nổ khối lượng lớn vượt 47 thì nó mới vào trận đánh đúng không đó. Còn gì nào lấy vị thế cứ canh tại nền à, đừng có lấy vị thế mà mua đuổi trong tháng này thì không phải anh chị ha, lấy vị thế phải lấy tại nền đấy. Thì cái cơ hội FPT em đã chia sẻ với chị mình rồi đúng không, nhưng mà cổ phiếu an toàn đấy, FPT BVH này đó, thì cứ chờ đợi thêm thôi. Những cổ phiếu này em cũng rất là quan tâm,
Đấy, thì đó là với cái bản chất của một vài cổ phiếu ha, một vài dòng cổ phiếu vận động trong ngày hôm nay. Nhìn chung, một cái phiên em đánh giá là rất tốt của thị trường đúng không? Đó, các cái dòng cổ phiếu vận động đóng cửa với những trạng thái cực kỳ tốt và chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi, tại vì hôm nay cơ bản nó là một cái phiên em gọi là một cái phiên bản lề trong cái phiên bùng nổ ở những phiên tiếp theo của thị trường chung ha, và chúng ta sẽ rất chờ đợi cái sự bùng nổ của thị trường, biên độ lớn, khối lượng lớn, dòng tiền vào quyết liệt để chúng ta có một cái cơ hội đầu tư nó gọi là gì, nó dễ dàng hơn ở trong những ngày tiếp theo ha. Ấy thì video ngày hôm nay cũng đến đây thôi, thì chúc anh chị mình có một buổi tối vui vẻ. Xin chào cả nhà.